Neydi? O film nasıl? Xin lỗi thầy, mình bắt đầu khoảng khoảng 2 3 phút nữa mình bắt đầu thầy nhé. Em đang cho các bạn vào bởi vì thường các bạn sẽ vào rồi, hơi trễ một chút. Dạ. Alo, Thành ơi. À dạ. À để Em em rename lại. Dạ em rename lại. rename Dạ. lại cho nó đúng thôi. Dạ. À, không không biết là em đang hiển thị cái tên gì ta. Đăng tên là Dạ em thấy rồi. em đúng rồi đấy. Dạ. Hiện tại đã có khoảng 100 bạn đã online rồi. Lượt đăng ký hôm nay là khoảng hơn 400 người và một cộng đồng. Khá là lớn nhỉ. Dạ vâng, dạ với cả nhiều bạn không tham gia được ngay, thành ra các bạn yêu cầu là có live stream để các bạn có thể theo dõi thêm. Dạ. À, em cũng đang định hỏi anh Thành là 2 số trước là mình đã trình bày về cái nội dung gì rồi nhỉ? À, tí nữa em sẽ giới thiệu thì cái webinar đầu tiên tuần trước là chúng ta trình bày về smart contract. Dạ. Cái forum của chúng ta sẽ đi từ cơ bản. Dạ. Có nghĩa là mới đầu thì đầu tiên thì mình giới thiệu về cái blockchain cơ bản, sau đó chúng ta sẽ đi từ hiểu từng những cái chủ đề cơ bản nhất trong blockchain. Tí nữa mình sẽ giới thiệu Hồng nha, mình sẽ giới thiệu về cái phương hướng phát triển của forum để tất cả mọi người cùng hiểu. Tám giờ tí nữa mình nói mà nội dung nó lặp lại 2 số trước á, thì Không, không biết. dạ. Mình nếu mà lặp lại là lỗi của mình. Đúng ạ. <rồi. cười> Tất cả sẽ là lỗi của mình. Thành ra là mọi người cứ thoải mái chia sẻ không sao hết ạ. Thường một cái gì đó mình phải lặp đi lặp lại, học đi học lại một vài lần thì mình mới nhớ. Thực sự là vậy đúng không ạ? Có một số bạn hỏi là muốn xem record 2 buổi trước á. Anh có record của 2 buổi trước không? À, mọi người cũng đang yêu cầu ở trên trên forum cũng rất là nhiều đấy, nhưng mà giờ tí nữa em sẽ cho sẽ có forum có live cho mọi người. Anh Hưởng ơi, anh Hưởng hỗ trợ em cho các bạn vào giùm em với nhé. Em sẽ Ok ok em em bắt tập đầu trung đi. luôn. À Em dạ tập dạ trung đi dạ ấy đi, em mấy sẽ cái bắt phần gì đấy đầu. anh. Dạ ok dạ. Bạn yên tâm là tí là sẽ có record nhé. À, để em check lại xem đã record. Recording in Ok. progress. À, em đã record rồi. Ok, dạ, xin phép thầy, dạ, xin phép bạn Hồng và cùng toàn thể các thành viên trong forum của Việt Nam Blockchain Innovation. Em xin bắt đầu buổi webinar ngày hôm nay. Là buổi webinar ngày hôm nay chúng ta sẽ tiếp nối chủ đề lần trước. Chủ đề lần trước là chúng ta đã thảo luận về smart contract, và trong tuần này chúng ta sẽ đi sâu hơn về phân tích các cái cơ chế đồng thuận trong blockchain. Thì trước tiên em sẽ có một cái giới thiệu cơ bản tới thầy và toàn thể các bạn như sau ạ. Thì như chúng ta đã biết là đây là một cái webinar thường kỳ của Việt Nam Blockchain Innovation Forum. Thì Việt Nam Blockchain Innovation Forum là cái diễn đàn công nghệ blockchain dành riêng cho người làm kỹ thuật, dev và tech, để chúng ta cùng cùng nhau chia sẻ, thảo luận và cùng phát triển, cùng dev đào sâu và cập nhật những cái kỹ thuật mới nhất về blockchain dành cho dev và tech. Em cũng có một số cái tuyên bố chung như sau, nghĩa là để tránh những cái trường hợp mà mọi người có thể là bàn tán hoặc là có những cái gì đó về về forum của chúng ta, thì mình cũng xin tuyên bố là webinar hay là các chia sẻ về công nghệ cũng như tư duy blockchain là vì mục đích thông tin và không có bất kỳ lời khuyên tài chính nào. Blockchain là cái công nghệ mới và bức tranh công nghệ này chưa hoàn toàn rõ ràng 100% và có thể có nhiều ý kiến trái chiều. Chính vì thế, webinar và chia sẻ của chúng ta sẽ có nhiều nhận định mang tính cá nhân, chia sẻ về mục đích thông tin và có thể không đúng với nhận định của một số bạn. Các buổi webinar và chia sẻ là những buổi thảo luận mở, chia sẻ mở và không mang tính chất giảng dạy. Trong forum của chúng ta thì có một quy định rất là rõ ràng, đó là chúng ta không chia sẻ, chúng ta không thảo luận về giá, về trading, kêu gọi mua bán các dự án, không lôi kéo
spam link error, hoặc là bởi vì đây là một cái forum thuần về công nghệ. Mình cũng xin giới thiệu qua về cái phương hướng phát triển của forum như sau. Trong giai đoạn đầu thì chúng ta sẽ tập trung về blockchain cơ bản. Mục tiêu của forum đó là tạo ra một cộng đồng có tư duy đúng, kiến thức đồng đều cơ bản về blockchain. Đó là lý do vì sao là trong các tuần vừa rồi chúng ta sẽ đi tất cả về cơ bản và mong muốn tạo lập về cái khả năng dev cơ bản cho các bạn trong forum. Và mục tiêu của forum là nơi để các bạn có thể trao đổi một cách thoải mái, tích cực về công nghệ blockchain. Vì thế chúng ta hãy bắt đầu từ những cái câu hỏi cơ bản nhất, bắt đầu chia sẻ những cái kiến thức cơ bản nhất và những chương trình Hello World cơ bản nhất. Nên các bạn đừng e ngại nếu mà mình là một người kỹ thuật mà chưa biết về blockchain, chúng ta sẽ hành trình cùng nhau để cùng nâng cao kiến thức của mình. Và trong phase thứ hai của forum là chúng ta sẽ tập trung nhiều hơn về các blockchain, kiến thức blockchain nâng cao. Chúng ta sẽ thảo luận về các công nghệ để hiểu rõ về bản chất bên trong blockchain, nghĩa chúng ta hiểu thảo luận sâu hơn. Và chúng ta sẽ phân tích thảo luận về các nền tảng blockchain hiện tại, hình thành các cái nhóm dev dựa trên các nền tảng và hướng ứng dụng khác nhau, cùng học tập, chia sẻ và phát triển. Trong phase thứ ba thì chúng ta sẽ cập nhật về công nghệ blockchain hiện thời, nghĩa chúng ta sẽ tìm hiểu về các công nghệ blockchain mới nhất. Chúng ta sẽ cùng nhau phân tích, cùng nhau thảo luận để làm rõ các ứng dụng blockchain hiện thời, để hiểu về cái tính ứng dụng của blockchain trong các ngành khác nhau, có thể là DeFi, có thể là mạng xã hội, có thể là cơ sở hạ tầng mở, các cái khả năng xây dựng những cái dự án mở, rồi cộng đồng mở về hệ quản trị phi tập trung, hoặc là ứng dụng của blockchain trong IoT hoặc là AI dựa trên những dự án và những học thuật và những cái xuất bản học thuật. Và chúng ta sẽ cùng nhau phân tích những cái xu hướng ứng dụng mới nhất của blockchain. Và phase thứ 4 cũng forum mong muốn là chúng ta sẽ có thể đi song song và cũng là phần mong muốn nhất khi mà bản thân mình cũng như ban quản trị xây dựng forum, đó là forum mong muốn là chúng ta sẽ hình thành các cái nhóm nghiên cứu, thảo luận ý tưởng, hình thành các cái nhóm dev mạnh, và từ sau đó mọi người chúng ta sẽ có thể tự tìm kiếm cơ hội trong cái công nghệ mới này. Đây là mục tiêu, và sau này mình cũng sẽ cố gắng để phát triển những cái nhóm nghiên cứu dựa trên forum của chúng ta, để chúng ta ngoài chúng ta có thể học để hiểu về công nghệ thì chúng ta có thể là đóng góp thêm về cho cái công nghệ này. Và như chúng ta đã biết là webinar tuần trước của chúng ta là về smart contract. Và nếu mà ví smart contract là cánh tay phải của blockchain để giúp blockchain làm được nhiều ứng dụng hữu ích hơn, thì đồng thuận theo mình là có thể ví như là một trái tim của blockchain. Không có smart contract thì blockchain có thể vẫn tồn tại, nhưng mà thiếu đồng thuận thì sẽ không được gọi là blockchain. Và do đó là để tìm hiểu về blockchain, chúng ta cần phải tìm hiểu về các cơ chế đồng thuận, các thuật toán đồng thuận. Tiếp nối chuỗi webinar tuần trước về smart contract thì tuần này chúng ta sẽ cùng Việt Nam Blockchain Innovation tìm hiểu về các thuật toán đồng thuận trong blockchain qua sự trình bày của giáo sư tập sự Trần Thị Hồng tới từ Viện NICE Nhật Bản, cùng với tham luận của tiến sĩ thầy Đặng Minh Tuấn và bản thân mình là Đinh Ngọc Thạnh, hiện đang nghiên cứu và giảng dạy tại Đại học Sungsin, Hàn Quốc. Và sau đây chúng ta sẽ tới với bài chia sẻ rất là mở của bạn của giáo sư tập sự Trần Thị Hồng. Dạ vâng, em cảm ơn anh Thầy. Ok, bây giờ Hồng có thể mình đã cho Hồng là co-host rồi, bây giờ Hồng có thể chia sẻ slide nhé. Dạ vâng, em không tìm thấy cái nút chia sẻ slide đâu. Share. Ok, rồi anh Thầy. Cho em hỏi tí là lúc này em nghe anh nói là chia sẻ bằng tiếng Anh hả? Không, bằng tiếng Việt Hồng ơi, bằng tiếng Việt nhé. Tiếng Việt, đúng không? Ý mình nói là có thể là trong slide có thể Hồng sẽ dùng tiếng Anh chẳng hạn, bởi vì trong một số slide có thể mình cũng thấy Hồng để tiếng Anh, nên là về những cái technical term không vấn đề gì hết. Đúng rồi, em cũng nghĩ như thế. Một số từ ngữ chuyên ngành thì sẽ để cho chính xác hơn, để các bạn cũng dễ tìm kiếm hơn nữa. Thì xin chào thầy Tuấn, chào anh Thành và chào các bạn. Thì hôm nay mình sẽ trình bày về
phân tích các cơ chế đồng thuận trong blockchain. Và trước hết thì mình cũng xin giới thiệu sơ qua một chút về trường mình đang làm việc là NARA Institute of Science and Technology, là trường đào tạo sau đại học ở Nhật. Và năm trường thì nằm ở khu vực gần tỉnh Osaka, Kyoto, Kobe và cũng đến Osaka, đến Nagoya cũng khá là gần. Thì nói chung là từ trường mà di chuyển đến các thành phố lớn của Nhật cũng khá là thuận tiện. Và thì đó là một số cái thông tin về trường. Thì nội dung chính hôm nay mình sẽ trình bày về blockchain consensus, tức là cơ chế đồng thuận trong blockchain, là đó là phần thân bài. Nhưng mà trước phần thân bài thì mình cũng mở bài một chút về các cái và là mình tạm gọi là ba kỹ thuật cơ bản mà được sử dụng trong blockchain. Thì mình sẽ không nói sâu về ba cái kỹ thuật này mà chỉ nói về sơ sơ thôi. Và đồng thời trước đó thì cũng giải thích một chút về lý do tại sao mà kỹ thuật blockchain lại cần thiết trong lại cần thiết trong thời gian sắp tới. Và sau cùng là phần discussion, panel discussion với thầy Tuấn và anh Thành. Thì trước hết là tại sao mà chúng ta lại cần khi sử dụng mạng blockchain? Mạng blockchain nó có ý nghĩa như thế nào trong cái việc xây dựng một cái xã hội mới? Thì như các bạn cũng biết là bây giờ xã hội hiện tại sắp tới là xã hội của công nghệ thông tin, xã hội của xử lý dữ liệu và xã hội của tự động hóa. Tức là mọi thứ đều chúng ta đều tập trung vào tự động hóa. Và cái tự động này không phải là tự động trong phạm vi của một tổ chức hay một công ty, mà có thể là tự động giữa các cái tổ chức và các cái công ty khác nhau luôn. Thì để mà thực hiện được việc tự động hóa này thì chúng ta cần phải có cái sự chia sẻ dữ liệu. Mình lấy một cái ví dụ như ở trong cái ngành công nghiệp về xe hơi chẳng hạn. Thì hiện tại có một nhóm cũng khá lớn, là một nhóm nghiên cứu chung là gọi là Mobi ở Mỹ. Thì họ đang nói chung tập trung những cái nhà nghiên cứu của các cái tập đoàn xe hơi lớn, ví dụ như Ford hay là General Motors hoặc là Honda. Những cái tập đoàn xe hơi lớn là họ đang tập trung lại để họ nghiên cứu, để họ đưa ra một cái chuẩn quốc tế chung dành cho chuẩn blockchain mà sử dụng trong ngành công nghệ xe hơi. Và tại sao lại công nghệ xe hơi lại cần sử dụng blockchain? Đó là vì theo như họ phân tích là khi mà tăng quy mô sản xuất lên thì không còn có khả năng là tăng cái gọi là lợi nhuận biến lên thêm nữa. Và chính vì vậy họ sẽ tìm một cái hướng mới để là giảm cái chi phí sản xuất và gọi là tự động hóa và làm cho cái hệ thống nó hiệu quả hơn. Thì ví dụ như trong cái lĩnh vực trong cái lĩnh vực xe hơi chẳng hạn, thì xung quanh xe hơi mình sẽ có nhiều cái ứng dụng, nhiều cái dịch vụ khác nhau, ví dụ và nhiều cái dịch vụ và nhiều cái tổ chức, các cái cơ quan mà nó liên quan đến cái xe hơi của mình. Ví dụ như khi mà nói về gọi là xe tự lái hoặc gọi là xe tự hành á, thì liên quan đến xe thì sẽ có là ngân hàng, tại vì thực hiện cái việc thanh toán, và các cái đại lý bán xe hơi hoặc là các cái nhà sản xuất xe hơi hoặc là các cái dịch vụ liên quan đến xe hơi như là sử dụng dịch vụ ga hoặc mình xin lỗi dịch vụ ví dụ xăng dầu hay là bảo hiểm hay là rất là nhiều các cái dịch vụ liên quan đến xe nữa. Thì nhưng mà anh Thành ơi, trong quá trình mà em trình bày, nếu như anh cảm thấy mà nó dài dòng quá thì anh ngắt lời em vậy nhá. Không sao đâu, Hồng, thoải mái đi. Forum mình là trao đổi hoàn toàn mở nên mình hết sức thoải mái, Hồng nha. Đó, thì khi mà các cái dịch vụ này mà muốn tự động hóa liên quan đến các dịch vụ này thì đòi hỏi là các cái dữ liệu chung liên quan đến xe tự hành đó là phải đưa lên một cái hệ thống lưu trữ chung, mà cái hệ thống lưu trữ này là nó sao ta? Các cái hệ thống lưu trữ này là nó tất cả mọi người đều có thể truy xuất được. Và blockchain nó đáp ứng được cái điều đó, tại vì blockchain là cái hệ thống mà lưu trữ dữ liệu decentralized, tức là lưu trữ dữ liệu là phân tán ở khắp mọi nơi. Ví dụ như bạn thấy là ở trong một cái hệ thống blockchain ở đây thì các cái dữ liệu liên quan đến các cái người dùng trong hệ thống là sẽ được lưu trữ trong một cái gọi là sổ cái, người ta gọi là blockchain ledger.
và cái sổ cái này là được lưu trữ trong tất cả các cái máy tính được phân bổ ở khắp mọi nơi trên phạm vi thế giới, thì đó là gọi decentralized. Và chính vì phân bổ ở khắp mọi nơi, do đó là mọi cái tổ chức, mọi cái người dùng đều có thể truy cập được cái dữ liệu này một cách dễ dàng được. Ví dụ như nói trong xe tự hành thì những cái dữ liệu thì liên quan đến xe là nhà sản xuất xe và nhà phân phối, công ty bảo hiểm, về các cái dịch vụ xăng dầu hoặc là các cái dịch vụ sửa chữa bảo hành xe, thì tất cả những cái dịch vụ đó họ có thể truy xuất những cái thông tin liên quan đến cái xe đó. Và tại vì các cái dữ liệu đó nó có thể xử lý một cách gọi là tự động hóa ở trong cái hệ thống blockchain thông qua ví dụ như các cái smart contract, cái hợp đồng thông minh ở đó, do đó những cái thủ tục đó nó có thể tiến hành một cách tự động hóa được. Ví dụ như khi người ta nói khi mà bạn mua một chiếc xe thì bạn có thể không cần phải thực hiện việc thanh toán luôn, thì chỉ cần là bạn nhập thông tin vào là những cái hệ thống sẽ tự động và nó sẽ liên kết với bảo hiểm, liên kết với ngân hàng, liên kết với các cái dịch vụ bảo hành, và nó sẽ tiến hành một cái tự động luôn. Chính vì vậy mà cái sự can thiệp của nhân công nó sẽ bị giảm, nó sẽ được giảm đi rất là nhiều. Và đó là điều thứ nhất. Và điều thứ hai nữa, đó là một cái đặc tính của blockchain, đó là immutable, tức là nó không có khả năng thay đổi được. Tức là khi một cái dữ liệu mà được lưu trữ ở trên mạng blockchain thì dữ liệu đó không thể xóa được. Tất nhiên bạn có thể cập nhật để thay đổi thông tin, tức là cập nhật một cái thông tin mới, nhưng mà cái thông tin cũ và những cái gì liên quan đến thông tin cũ là không bị xóa được, không ai xóa được. Chính vì vậy là họ liên quan đến cái vấn đề, nó liên quan đến vấn đề bảo mật và an toàn thông tin. Tại vì nếu như trong quá trình ví dụ như mình sử dụng mạng, mình đưa thông tin lên đó, và cái thông tin đó liên quan đến nhiều cái tổ chức khác nhau, và cái người đưa thông tin đó vào một thời điểm nào đó, tự nhiên họ xóa cái thông tin đó đi, thì cái thông tin đó có thể nó sẽ ảnh hưởng đến những cái tổ chức khác, nhưng mà các cái tổ chức khác họ lại không muốn cái thông tin đó bị xóa đi chẳng hạn. Thì mạng blockchain là không cho phép xóa những cái thông tin như thế, nên nó liên quan đến cái vấn đề là bảo mật thông tin. Và thứ hai nữa, transparent, tức là transparent đây nó mang tên là thông suốt, tức là có thể nhìn xuyên thấu ấy. Tức là nó ý nghĩa ở đây là những cái thông tin đưa lên mạng blockchain là về lý thuyết là tất cả mọi người dùng là đều có thể lấy được cái thông tin đó về để kiểm tra cái tính xác thực của thông tin. Như vậy là nó tính cái transparent. Tại vì những cái đặc tính như thế này nên mạng blockchain nó được xem là một cái gọi là trong một cái quyển sách mà một tác giả ở Nhật họ viết, là họ ví blockchain như là một cái gọi là innovation, một cái cuộc cách mạng mà 500 năm chỉ có một lần. Họ nói như thế. Vậy thì mình đi sâu hơn một chút về cái kỹ thuật blockchain. Thì mục đích của blockchain là nó làm gì ở trong đó? Tại vì trước khi mà mình đi vào mình giải thích những cái kỹ thuật mà được sử dụng trong blockchain thì mình cần phải hiểu rõ là cái mục đích của các cái kỹ thuật mà sẽ sử dụng trong blockchain là để dùng để làm gì. Như các bạn cũng biết là ở trong cái thế giới thực mà mình đang sống á, thì thường mọi thứ nó đều có một cái mối liên hệ gọi là ownership, tức là mối liên hệ về quyền sở hữu. Ví dụ như một người nào đó sở hữu một cái vật gì đó thì mình luôn luôn tồn tại những cái mối quan hệ sở hữu như thế. Và khi một người nào đó sở hữu một cái vật gì đó thì họ được quyền ra được những cái quyết định liên quan đến cái vật mà họ sở hữu. Và cái vấn đề sở hữu đó thì trong thế giới thực thì nó sẽ liên quan đến cái ba cái giai đoạn, đó là identification, authentication và authorization. Cái identification á, tức là xác định là bạn là ai. Để trước khi mà bạn nói bạn là một sở hữu một cái gì đó thì phải để cho người khác biết bạn là ai. Và sau đó authentication, tức là cái người đối diện họ sẽ kiểm tra cái tính xác thực xem là bạn có đúng như là cái người mà bạn tuyên bố hay không. Và authorization, tức là khi mà họ đã xác định được bạn đúng là cái người bạn tuyên bố và bạn là chủ sở hữu một vật nào đó, thì authorization là cho phép bạn được sử dụng những cái quyền của cái người sở hữu đó. Thì đó, ví dụ như mình nói, ví dụ như khi mà bạn lên một chiếc máy bay chẳng hạn, hoặc là ví dụ như khi mà mình nói như là trong thế giới thực
thì ví dụ như một người đã sở hữu tiền bạc chẳng hạn, thì tiền của người nào người đó xài, đúng không? Thì mình là chủ sở hữu của tiền thì mình được quyền xài những cái tiền của mình. Vậy thì làm sao để biết được là mình sở hữu tiền của mình? Tại vì tiền nó nằm trong ví mình chẳng hạn, là mình là sở hữu tiền. Hoặc là nếu như mà mình tiền mình để vào trong ngân hàng, thì mình nếu như muốn tới ngân hàng để rút tiền thì mình cũng phải đưa ra những cái giấy tờ để chứng minh với ngân hàng là mình chính là cái người này và mình đã có mở tài khoản trong ngân hàng như vậy. Thì sau khi nhân viên ngân hàng họ kiểm tra những cái thông tin của mình, và cái quá trình họ kiểm tra đó gọi là authentication. Và họ kiểm tra và họ sẽ mình pass được cái authentication, thì họ sẽ cho mình cái quyền là authorization, là mình được rút tiền hoặc là mình được chuyển tiền sang cho một người nào đó là authorization. Thì cái bản chất ở trong blockchain là cũng y chang như thế. Trong blockchain là mục đích cuối cùng là cũng phải làm sao để bảo vệ được cái quyền sở hữu. Và sở hữu của mình là sở hữu thông tin. Ví dụ như trong một cái mạng blockchain có rất là nhiều người dùng, rất nhiều người đưa cái nguồn dữ liệu lên đó, thì bằng cái cách nào để mà xác minh được người nào là chủ sở hữu của cái dữ liệu nào, và làm sao để bảo vệ được là chỉ cái người mà chủ sở hữu của cái dữ liệu đó mới được phép authorization, tức là được phép ra những cái quyết định liên quan đến cái dữ liệu đó. Và trong cái blockchain để mà đảm bảo được cái quyền sở hữu và bảo vệ được cái quyền sở hữu ở trong blockchain, thì họ sử dụng một cái kỹ thuật gọi là asymmetric cryptography. Ví dụ như họ hay dùng là cái RSA encryption algorithm. Thì cái này là mã hóa bất đối xứng. Thì tí nữa mình sẽ giải thích sơ qua một chút về cái kỹ thuật này sau. Và cái kỹ thuật thứ hai nữa đó là cryptography hash function. Thì cái hash function này được sử dụng để mục đích gì? Như bạn cũng biết là trong mạng blockchain mình có rất là nhiều người dùng. Và khi mà mạng blockchain nó tồn tại quá nhiều năm tháng, thì cái lượng dữ liệu mà lưu trữ trong blockchain nó sẽ tăng lên rất là nhiều. Và cái đồ lớn của cái gọi là cái sổ cái nó sẽ rất là cực kỳ lớn. Và một đặc điểm đó là các cái người dùng, các cái miner trong mạng nhất thiết phải có một cái kỹ thuật nào đó để đảm bảo là những cái người miner ở trong hệ thống là có khả năng là kiểm tra xem liệu có bất kỳ một cái sự thay đổi nào trong cái blockchain ledger đó hay không, một cái sự thay đổi nào mà ngoài dự đoán hay không, là phải có một cái phương pháp để đảm bảo được khi mà có một cái sự thay đổi nào dù chỉ là nhỏ xíu ở trong cái blockchain ledger đó, thì những cái người mà kiểm tra đó, những cái miner đó, họ sẽ có thể phát hiện ngay tức thì mặc dù là cái nguồn dữ liệu rất là lớn. Thì để đảm bảo được điều đó thì họ sử dụng một cái kỹ thuật là cryptography hash function. Và thêm một cái kỹ thuật cuối cùng cũng rất là quan trọng và cái chủ đề mà mình sẽ nói hôm nay đó là blockchain consensus, là các cái cơ chế đồng thuận. Là như các bạn cũng biết là dữ liệu ở trong blockchain là sổ cái. Sổ cái là cái quan trọng nhất cần phải bảo vệ. Tại vì cái sổ cái đó lưu trữ những cái thông tin sở hữu, những cái dữ liệu, tất cả những cái gì thông tin quan trọng nhất là được lưu trữ ở trong cái sổ cái đó. Nếu mà mất cái sổ cái đó, hoặc sổ cái mà bị xóa hoặc là bị thay đổi, thì coi như là hệ thống bị corrupt, hệ thống bị hack, là hệ thống đó không còn an toàn và người ta sẽ không tin sử dụng nữa. Do đó cần phải có một cái cơ chế để bảo vệ được cái quyển sổ cái đó. Mà trong mạng blockchain là không phải chỉ có một người là được quyền ghi nội dung vào sổ cái, mà sẽ có rất nhiều người có cái quyền ghi nội dung vào cái sổ cái đó. Và tất nhiên có rất là nhiều người, và mình không ai biết được là người nào làm việc nghiêm túc và người nào là hacker, là họ đang mong muốn là thay đổi cái nội dung sổ cái một cách là không có đúng đắn, thì mình không có biết được. Nhưng chính vì vậy mà họ đưa ra một cái cơ chế để đảm bảo rằng là những cái miner đó họ cần phải làm việc một cách nghiêm túc để không có ghi những cái thông tin không chính xác vào cái sổ cái. Anh phải làm việc đúng để nói chung cập nhật những cái thông tin chính xác nhất vào sổ cái, là ý như vậy. Rồi mình sẽ nói qua về cái cryptography hash cái gì đó, cái này nó che mắt em cũng không có thấy rõ.
Rồi mình sẽ nói về asymmetric cryptography, tức là cái mã hóa bất đối xứng là gì? Tức là khi mà cái một cái thuật toán mã hóa bất đối xứng này nó được thực hiện, tức là trong cái quá trình mà mỗi cái user, mỗi cái người sử dụng họ tạo một cái account để mà tham gia vào mạng blockchain, tức là đang chạy một cái thuật toán mã hóa bất đối xứng, thì cái mã hóa bất đối xứng này sẽ tạo ra hai cái key. Hai cái key này nó có vai trò giống nhau, nhưng mà người dùng họ sẽ phân biệt là thành một một cái key là public key, một key là private key. Thì public key là cái người dùng họ sẽ chia sẻ cho tất cả mọi người xem, và public key sẽ được hiểu như là một cái địa chỉ mailbox để mà tất cả những cái người khác khi mà họ muốn gửi thông tin đến cho mình thì họ sẽ gửi đến thông tin đến cái public key này, đến cái mailbox này, giống như là cái hộp thư ở trong bưu điện vậy thôi. Và một cái private key tức là cái chìa khóa cá nhân, cái chìa khóa bí mật mà chỉ cái người chủ của cái account này mới giữ những cái chìa khóa này thôi. Và cái private key này nó giống như một cái chìa khóa của một cái mailbox vậy đó. Khi mà anh có chìa khóa này, chứng tỏ anh là chủ sở hữu của những cái thông tin nào liên quan đến cái account này. Là ý là như vậy. Thì cái vai trò của hai cái key này á, tức là khi mà một cái dữ liệu ví dụ như Hello World mà được mã hóa bằng một cái public key, thì cái thông tin mã hóa này thì cái thông tin mã hóa này sẽ có thể được giải mã bằng cách sử dụng một cái private key, ví dụ bạn thấy ở đây. Hoặc khi mà một cái thông tin này được mã hóa bằng public key thì thông tin này có thể được sẽ được giải mã bằng một cái private key để tạo lại cái hello world này. Ok. Thì nó có cái vai trò như vậy. Và trong blockchain thì nó sẽ sử dụng hai cái key này theo hai cái hình thức. Thứ nhất là public to private và private to public. Thì mình sẽ giải thích rõ hơn một chút ở đây. Public to private là như thế nào? Tức là ví dụ như đầu tiên là khi mà trong mạng blockchain, ví dụ như có một cái user A và một cái user B. User A muốn gửi một cái thông tin đến cho user B và đảm bảo rằng thông tin này chỉ có user B mới xem được. Thì cái user A họ sẽ sử dụng một cái public key của user B để mã hóa cái thông tin này. Và sau đó cái thông tin này sẽ được mã hóa bằng cái private key của cái người A, user A, trước để tạo thành một cái chữ ký số và để gửi thông tin này. Và những cái thông tin này gọi là cái thông tin giao dịch sẽ được lưu vào trong cái mining pool của cái người miner. Và cái người miner C chẳng hạn, họ sẽ đầu tiên họ sẽ lấy cái thông tin này, và trước khi ghi thông tin vào blockchain thì họ phải kiểm tra xem liệu cái thông tin này có đúng là do người A tạo ra hay không, hay là một người nào khác giả mạo A đã tạo. Và để biết chắc là cái thông tin này do người A tạo ra thì họ phải kiểm tra cái chữ ký của người A này bằng cách là lấy cái thông tin và cái chữ ký của người A này về giải mã bằng cách sử dụng cái public key của người A để giải mã ra. Nếu mà giải mã đúng thì chứng tỏ cái chữ ký này đúng là của người A. Và sau khi kiểm tra chữ ký số đúng xong thì người C này sẽ thực hiện cái việc mining để ghi cái thông tin này vào trong blockchain. Và người B họ sẽ để xem được thông tin này thì họ sẽ dùng cái private key của họ để giải mã cái thông tin này và để xem được cái thông tin. Còn những cái người khác thì họ, tại vì họ không có cái private key của người B nên họ không có mã hóa được cái thông tin này, họ không có giải mã được thông tin này và họ sẽ không xem được cái thông tin. Thì đó là cách thức họ sử dụng asymmetric cryptography trong cái blockchain. Và cái kỹ thuật tiếp theo mà mình nói đó là cái hash function. Cái hash function ở đây có nghĩa là gì? Mục đích của nó là để có thể verify the chain of data một cách rất là nhanh chóng. Và cái hash này, ví dụ mình có một cái hash function, nó hoạt động theo hình thức một chiều, tức là cái input của cái hash function là một cái lượng dữ liệu, có thể là một cái lượng dữ liệu rất là lớn hoặc là có thể một lượng dữ liệu nhỏ. Và sau khi mà đi qua cái hash function thì nó sẽ tạo ra một cái mã code, một cái mã hash của cái data đó. Và cái việc giải mã này, cái việc hash này chỉ là thông tin một chiều thôi. Từ cái thông tin hash là mình không có thể nhìn được bất cứ cái dữ liệu nào của cái data ban đầu cả. Thì ví dụ hiện tại mình có nhiều cái hash algorithm, ví dụ như MD5 hoặc là SHA-1 hoặc SHA-256, SHA-256,
Tail hoặc là SHA-3 chẳng hạn. Thì cái SHA-2 mà trong đó có cái SHA-256 và SHA-52 á, là hai cái SHA algorithm mà thường hay được sử dụng nhiều trong hiện tại để sử dụng trong cái blockchain. Và cái này mình sẽ pass qua cái chỗ này và mình sẽ xem thử xem là cái thông tin nó sẽ được lưu trữ trong cái blockchain Ledger như thế nào. Đây là mô tả một cái quyển sổ cái của cái blockchain, của cái mạng blockchain, và trong đó thì các cái thông tin sẽ được lưu trữ trong từng block và các block nó sẽ được kết nối với nhau thông qua cái hash value. Ví dụ như mình nói ở đây, ví dụ như trong cái block 51 chẳng hạn, thì nó sẽ lưu trữ cái thông tin transaction A, B, C, D chẳng hạn, A, B, C, N gì đấy. Thì những cái thông tin này là thông tin mà người dùng muốn ghi vào trong cái mạng blockchain. Thì cái người miner á, để tạo, trước khi ghi thông tin này vào, thì họ sẽ dùng cái hash function để họ tính cái hash của cái các cái thông tin này. Và cái hash của các thông tin này sẽ nó tính theo một cái mô hình gọi là cái Merkle tree, để cuối cùng tính ra một cái Merkle root hash value của tất cả những cái thông tin mà sẽ ghi vào trong block này. Và từ cái thông tin của Merkle tree root hash này á, sẽ kết hợp với các cái header information, ví dụ như các cái version của cái block hay là các cái hash của cái block trước, hoặc là cái thời điểm tạo ra block, hoặc là cái nonce, hoặc là cái target, vân vân, rất là nhiều cái thông số đó, và sẽ kết nối lại tạo thành một cái header. Và từ cái header đó một lần nữa, họ sẽ chạy vào cái thuật toán mining để tạo ra một cái hash value của cái block hiện tại. Và như vậy, trong một cái block thì sẽ có những cái thông tin như là các cái thông tin giao dịch mà người dùng muốn ghi vào, và cái thông số hash của cái block trước, và cái thông số hash mà tạo ra của cái block hiện tại này. Và chính vì vậy thì các cái block nó kết nối với nhau bằng những cái hash value như vậy. Nó tạo thành một cái chuỗi kết nối như vậy. Do đó, khi mà có bất kỳ một cái thay đổi nào đó trong cái dữ liệu trong một block, ví dụ như mình nói là một cái thay đổi ở trong cái block A chẳng hạn, thì cái thay đổi của block A nó sẽ tạo ra cái hash value, cái Merkle tree hash này nó sẽ thay đổi. Mà Merkle tree hash thay đổi thì nó sẽ tạo ra cái hash của hiện của cái hash của block 51 thay đổi. Mà hash của block 51 thay đổi thì nó sẽ tạo ra cái previous hash của cái block 52 thay đổi. Mà previous hash của block 52 thay đổi thì nó sẽ kéo theo là cái hash của block 52 thay đổi. Và cứ như vậy, cuối cùng là cái hash của cái block cuối cùng nó sẽ bị thay đổi và nó không có match với cái giá trị mà đáng lẽ nó nên có. Và cái người miner họ chỉ việc cái kiểm tra cái giá trị hash cuối cùng thôi. Nếu như cái giá trị hash cuối cùng mà nó không có match, nó không có bằng với cái giá trị mà đáng lẽ nó nên có, thì cái người miner đó có thể kết luận được rằng là đã có một cái sự thay đổi không đúng đắn ở trong bất kỳ một cái block nào đó. Tức là đã kết luận đã có cái sự thay đổi. Thì đó là cái hình thức họ sử dụng cái hash function ở trong blockchain. Ok, mình sẽ đưa qua cái này. Và bây giờ thì mình sẽ đi qua cái chủ đề chính hôm nay. Mình sẽ nói về cái blockchain consensus. Thì đến đây rồi mình không biết mình có dừng lại để các bạn hỏi không anh nhỉ? Hay là mình sẽ nói tiếp luôn nhỉ? Mình nói tiếp luôn Hồng ạ, xong rồi tí nữa đến phần panel rồi mình sẽ thảo luận sau luôn. Ok, dạ. Ok, thì cái blockchain consensus, trước khi mà nói về blockchain consensus thì là cái cơ chế đồng bộ, thì mình muốn các bạn là sẽ hình dung một chút về cái thế giới thực mà chúng ta đang sống. Là ví dụ như trong thế giới thực, trong xã hội chúng ta chẳng hạn, thì có rất là nhiều người. Và mỗi người mỗi cái tính cách, mỗi cái xu hướng khác nhau, mỗi cái suy nghĩ, mỗi cái ước vọng khác nhau, nói chung mỗi người mỗi vẻ, đúng không? Và tất nhiên cũng có những cái cũng có rất là nhiều người tốt, và cũng có một số người là có thể là tham vọng hay gì đó, họ làm những cái việc có xu hướng làm những cái việc không có đúng đắn chẳng hạn, gây ảnh hưởng không tốt đến những cái người khác. Thì do đó để mà xã hội phát triển một cách công bằng, xã hội có thể phát triển và đi lên được, thì đòi hỏi có một cái cơ chế, ví dụ một nhà nước đưa ra một cái bộ luật nào đó để nói chung bộ luật nào đó để tạo một cái khuôn khổ để mọi người theo luật đó để sống và hành động, để làm việc cho nó đúng. Thì blockchain cũng vậy, trong hệ thống blockchain có rất là nhiều miner, và tất nhiên cũng có miner tốt, miner xấu, có một số miner là họ làm việc một cách nghiêm túc để họ nhận được cái lợi ích của họ, còn một số người họ cố tình họ muốn phá hoại cái mạng
để đạt được những lợi ích nào đó của họ chẳng hạn, thì blockchain cũng cần phải đưa ra một cái cơ chế để đảm bảo rằng là các cái miner cần phải, anh phải làm việc nghiêm túc, phải theo tuân theo một cái bộ luật nào đó để đảm bảo được là duy trì hoạt động của mạng blockchain, để tất cả mọi người gọi là cái owners, tức là cái người mà làm việc nghiêm chỉnh ấy, thì sẽ nhận được lợi ích. Còn những cái người hacker, những người không có nghiêm chỉnh là họ sẽ không nhận được lợi ích nào cả. Nên họ không có khả năng mà hack cái mạng, mà đồng thời họ cũng không nhận được lợi ích nào cả. Thì đó là mục đích của cả cái cơ chế đồng thuận trong blockchain. Và ví dụ trong blockchain này mình nói, như lúc nãy mình nói, hiện tại trong mạng blockchain có rất là nhiều user và tất nhiên rất là nhiều miner ở trong đó. À, mình giải thích một chút, mình dùng cái thuật ngữ miner. Miner tức là cái người mà có thể ghi cái thông tin của người dùng vào trong sổ cái blockchain ledger. Tại vì mình nói cái sổ cái là cái vấn đề cực kỳ quan trọng, gọi là cái linh hồn, gọi là cái sổ cái là cái quan trọng nhất của cái mạng blockchain. Bằng mọi giá cần phải bảo vệ được cái dữ liệu trong block, trong sổ cái kiểu vậy đấy. Giống sổ cái giống như là chủ của một đất nước kiểu vậy đó, như thế. Thì ví dụ mình nói trong cái mạng blockchain này hiện tại đang có 523 block, thì bây giờ mục tiêu là các cái miner sẽ làm việc để tạo ra cái block số 524. Thì ví dụ miner thứ nhất họ tạo ra cái block 524 thứ nhất, miner thứ hai tạo ra block 524 thứ hai chẳng hạn, và mình có miner thứ n cũng tạo ra block 524. Tại vì mạng rất là nhiều người mà, và có thể tạo ra rất nhiều block như thế này. Vậy thì vô hình dung là tự nhiên từ trong cái blockchain cái sổ cái này có rất là nhiều phiên bản khác nhau của block 524. Nhưng mà trong cái hệ thống mình là mình chỉ tin tưởng một cái nguồn dữ liệu duy nhất thôi. Mình chỉ nên có một cái block 524 thôi. Vậy thì bằng cái cơ chế nào để chọn ra block 524? Thì đó chính là cái mục đích của cái blockchain consensus. Ok. Thì trước khi mà giải thích về blockchain consensus, mình sẽ nói sơ qua một chút về cái Byzantine problem, cái vấn đề khá là nổi tiếng khi mà mình đề cập đến cái consensus, cái cơ chế đồng bộ nè. Và cái Byzantine problem này nó có ý nghĩa là gì? Nó như thế nào? Tức là lấy ví dụ về một đội quân, gọi là một tập đoàn quân đội đi, do tướng Byzantine làm chỉ huy. Ví dụ đây là tướng Byzantine làm chỉ huy, và có rất là nhiều đội quân khác nhau, nhiều các cái đội quân này phân bổ ở nhiều nơi, và tướng Byzantine này hình như có người giơ tay muốn phát biểu. Anh Thành không sao Hồng ơi, để cho Hồng chia sẻ một cách suôn sẻ, sau đó okay. Chúng ta sẽ có phần thảo luận lên, mọi người đừng đừng lo nhé, tí nữa sẽ đến okay. Phần của mọi người. Rồi thì bây giờ cái tướng Byzantine này là sẽ chỉ huy các cái đội quân này để đánh vào những người ở trong thành này, đánh vào cái một quân địch ở trong thành này. Thì cái luật ở đây là nếu như tất cả các cái đội quân nào, các cái đội quân này mà đồng lòng đánh vào cùng một lúc thì sẽ giành được phần thắng. Còn nếu như mà một số nhánh quân là tiến công, còn một số nhánh quân là không biết không tấn công thì sẽ bị thua và quân địch sẽ giành chiến thắng. Vậy thì câu hỏi đặt ra là tướng này cần phải làm như thế nào để đảm bảo được là các cái đội quân này có thể tấn công được cùng một lúc. Tại vì nên nhớ là các cái đội quân này gọi là có thể là núp đứng ở, gọi là phân bổ ở những cái vị trí khá là xa nhau và cũng không dễ dàng để liên lạc được với nhau. Nên cái thông tin mà từ ông tướng này mà truyền đi các nhánh quân là cũng không dễ dàng gì đến được một cách chính xác đến các cái đội quân cùng lúc được. Và có thể ví dụ cái thông tin này, ví dụ như cái tướng này bây giờ phát ra cái lệnh tấn công vào lúc 10 giờ chẳng hạn, mà mong muốn là các cái nhánh quân này là phải nhận được cái thông tin đó và đồng lòng tấn công vào lúc 10 giờ. Nhưng mà vô hình dung trong quá trình mà truyền được thông tin thì có một số nhánh quân là nhận được cái thông tin chính xác, nhưng có một số nhánh quân là nhận được cái thông tin giả, do quân địch họ nhận được cái thông tin này và họ tạo ra một cái thông tin giả để cho các cái nhánh quân khác. Thì những cái nhánh quân khác này do nhận được thông tin giả nên họ sẽ không có tấn công đúng vào lúc 10 giờ, vậy như vậy là nó sẽ không có giành được chiến thắng. Vậy thì có cái cách như thế nào? Là tướng Byzantine này cần phải đưa ra một cái cơ chế
để một cái consensus, một cái cơ chế để các cái đội quân này biết trước. Và cái cơ chế này, ví dụ như khi mà muốn gửi một cái thông tin nào đó, một cái message nào đó, thì tưởng này trước khi gửi đi là cần phải qua một cái quá trình biến đổi dữ liệu, có thể là hard work, làm việc khá là vất vả để biến đổi dữ liệu này tạo thành một cái message one, cái message thứ nhất này, và message one này sẽ được truyền đi. Và cái message one này á là có thể là kiểm tra xem cái message one này có phải là từ cái tượng Byzantine này truyền đi hay không, có thể kiểm tra được một cách rất là nhanh chóng, nhưng có thể thầy xem được thông tin rất là nhanh chóng, nhưng mà để mà giả mạo thông tin này thì cực kỳ khó. Để mà giả mạo thông tin này tạo thành một cái thông tin thứ hai, một cái thông tin thứ hai này để cho các cái nhánh quân này làm sao vẫn biết được là thông tin thứ hai này là do tượng Byzantine truyền đi. Để mà giả mạo được như vậy thì đòi hỏi một cái nỗ lực làm việc có thể là 1.000 lần hoặc vài nghìn lần so với cái nỗ lực mà để tạo ra cái message one này, tưởng rất khó. Thì đã là cơ chế làm việc như thế. Và tất nhiên các bạn cũng có thể nói là tại sao tượng Byzantine này không cái dùng cái message này và mã hóa cái message này bằng một cái key nào đó. Và những cái đội nhánh quân này khi mà họ nhận được cái key, họ nhận được cái thông cái key này, họ sẽ mã hóa ra một cách dễ dàng và có thể thấy được thông tin dễ dàng thôi. Thì tất nhiên nếu mà nói như vậy là lúc đó mình đang sử dụng cái key. Và cái key này, tại vì mình sử dụng cái key nên cũng có thể có khả năng là quân địch cũng sẽ biết được cái key. Họ trộm được cái key và họ cũng sẽ biết được. Do đó là sẽ không phải dùng key. Tức là cái nguồn thông tin mà quân địch và các cái nhánh quân này nhận được là phải y chang nhau. Như vậy phải làm như thế nào? Thì đó là phải sử dụng một cái hard work như vậy. Và như vậy trong cái mạng blockchain là họ sẽ cũng sử dụng một cái cơ chế tương tự như vậy để thực hiện cái việc consensus. Đó là phải sử dụng một cái nguồn lực lao động rất là vất vả để tạo ra một cái message này, để nhằm đảm bảo rằng khi mà một cái hacker nó muốn thay đổi cái thông tin này, mà thay đổi mà làm sao những cái người khác định lừa, làm sao mà người khác vẫn thấy được cái thông tin này như thể là một cái thông tin chính vậy, thông tin đúng đắn vậy đó, thì một cái nỗ lực đó là một nỗ lực cực kỳ lớn đến mức mà người ta không thể hack được cái hệ thống. Thì đó chính là cái mục đích của consensus, là cái group of work mà mình sẽ nói sau đây. Ok, thì cái này mình sẽ bỏ qua đi ha, mình sẽ không nói về cái này. Đầu tiên mình sẽ nói về cái group of work. Thì tương tự như cái cơ chế của Byzantine, thì cái group of work đó là nó lấy cái system security trade-off bằng cách là sử dụng cái energy consumption và power computer resource. Thì đó, cái penalty cho cái hành động mà hack cái hệ thống là nó rất là lớn, nó quá là lớn đến mức mà người ta nghĩ rằng là sẽ không ai có thể hack được cái hệ thống này. Thì đó là cái proof of work. Thì cơ chế hoạt động của proof of work là như thế nào? Thì proof of work đó là khi mỗi cái người miner thì họ làm việc, họ cạnh tranh làm việc với nhau để tạo ra một cái block mới cho cái blockchain ledger. Và để tạo ra cái block mới đó thì họ sẽ vào cái mining pool. Cái mining pool mà được lưu trữ ở trong máy của mỗi cái miner đó. Mining pool là tập hợp những cái thông tin transaction mà cái người user của hệ thống muốn ghi vào trong cái blockchain ledger. Thì họ sẽ chọn ra những cái thông tin mà sẽ được ghi vào block hiện tại và chạy một cái thuật toán Merkle tree hash để tạo ra cái Merkle tree root của cái thông tin giao dịch mà sẽ ghi vào block đó. Và sau đó cái bước thứ hai là sẽ kết nối với các cái version hoặc là các cái reverse hash của cái block trước đó, hoặc là thời điểm mà tạo cái block đó, hoặc là giá trị target hoặc giá trị nonce chẳng hạn, để tạo ra một cái header của cái block hiện tại. Và từ cái header của block hiện tại này, họ sẽ chạy một cái thuật toán có thể là crypto hash function, có thể bất kỳ một cái crypto hash function nào, bất kỳ. Và hiện tại ví dụ như mạng Bitcoin là đang sử dụng cái thuật toán là double SHA-256, cái thuật toán này, và chạy cái thuật toán này để tính ra một cái giá trị hash. Thì thực ra để tạo cái giá trị hash này thì có thể tính toán rất là nhanh thôi, nhưng mà tại vì mục tiêu là để cho cái hacker nó hack rất là khó, do đó mà cái miner này nó sẽ tạo cái, nó sẽ chạy cái hash này nhiều lần để mà nó tìm kiếm cái giá trị hash mà nó nhỏ hơn một cái target nào đó do cái mạng này nó quy định. Và khi mà cái hash value mà nhỏ hơn target thì lúc đó
cái giá trị này mới được chấp nhận là cái hash của block hiện tại. Còn nếu như mà cái giá trị hash này mà nó chưa nhỏ hơn cái giá trị target thì vẫn được chưa chấp nhận, và khi đó miner sẽ phải chạy lại cái giá trị double sha này, chạy lại. Và theo ước tính là trong cái mạng Bitcoin ấy, nó cần phải chạy tới 10 mũ 20 lần cái double sha to have cái sick này để tạo ra, trung bình là chạy 10 mũ 20 lần để có thể tạo ra một cái block mới, là cực kỳ dài. Đây là chính là cái nguyên nhân mà tại sao cái mạng Bitcoin tiêu thụ cực kỳ nhiều năng lượng. Ok. Và sau khi mà tạo ra được cái hash này thì nó sẽ kết hợp với cái header ở đây và kết hợp với cái thông tin transaction data ở trong cái mining pool này để mà tạo thêm một cái block mới, và cái block này sẽ broadcast chuyển đi cho tất cả các cái miner khác ở trong cùng cái hệ thống để các cái miner khác họ sẽ kiểm tra cái thông tin đó. Ok. Mình sẽ nói sơ qua một cái là nhóm mình, ví dụ nhóm nghiên cứu của mình hiện tại cũng đang làm về cái hardware accelerator, cái hardware để mà làm cái miner đó. Và tất nhiên mình, bên nhóm mình cũng làm nhiều cái cấu trúc hardware, và trong một cái cấu trúc hardware mà mình mới làm nhất đó là chạy trên FPGA. Ví dụ như nếu mà sử dụng cái cấu trúc, giả sử cấu trúc do nhóm mới phát triển mà dùng cái đó chạy trên cái board FPGA, mua một cái board FPGA để chạy cái cấu trúc mà do nhóm mình phát triển thì có thể gọi là giảm được cái gọi là nguồn năng lượng điện tiêu thụ, giảm được khoảng trên từ 20 cho tới khoảng 100 lần tùy theo cái GPU nào mà bạn sử dụng. Ví dụ như bạn đang sử dụng cái GPU, ví dụ như GPU RTX 1080 của TI chẳng hạn, thì có thể giảm được 50 lần chẳng hạn, giảm được nguồn tiêu thụ năng lượng 50 lần. Hoặc là nếu mà để cùng một mức nguồn năng lượng tiêu thụ thì có thể tăng được cái tần số, tăng được cái tốc độ xử lý thông tin lên 50 lần, ví dụ như vậy. Thì hiện tại một trong những cái chủ đề mà nhóm mình đang nghiên cứu. Cái lượng năng lượng mình giảm được là so với cùng hiệu suất đúng không Hồng? Dạ đúng rồi, năng lượng mình giảm được so với cùng một cái hiệu suất. Còn nếu như mà muốn để cùng đạt được một nguồn năng lượng đó mà nếu muốn tăng hiệu suất thì có thể tăng lên 50 lần, kiểu ý là như thế. Vậy rất là tốt nhỉ. Ok. Thì và chính vì cái quá trình mà tạo ra một cái block trong mạng nó cực kỳ khó như vậy, do đó cần phải có một cái phần thưởng cho cái người miner để họ làm việc. Còn nếu như không có phần thưởng thì tất nhiên sẽ không ai đầu tư máy móc đâu, tư trang thiết bị, đầu tư nguồn điện năng tiêu thụ để mà duy trì cái hệ thống, để đảm bảo cái hệ thống an toàn cả, đúng không? Chính vì vậy, ví dụ như hiện tại trong cái mạng Bitcoin chẳng hạn, thì đến năm 2020 chẳng hạn thì tạo ra một block mới sẽ được thưởng ví dụ khoảng 6.25 đồng coin chẳng hạn. Thì ví dụ như với cái giá hiện tại thì 6.25 là cũng khoảng 6 tỷ đúng không? Có tầm 6 tỷ, thì tức là ý mình nói là cái người miner là họ được thúc đẩy bởi cái những cái phần thưởng như thế này, và họ có những cái sự đầu tư để đảm bảo cái hệ thống nó hoạt động. Ok, chắc còn cái phần này thì em nghĩ là em sẽ cái cơ chế mà người miner, tức là họ sẽ vote như thế nào, cái này nó hơi chi tiết một chút nên chắc em sợ nó giải thích thì nó dài quá nên tí không nữa sao đâu, không ok Hồng cứ giải thích đi, không sao đâu, đừng lo nhé. Hay là để tí nữa mọi người hỏi thì em sẽ trả lời. Đúng rồi, đúng rồi. Ok. Ok. Nhiều lúc dài quá mọi người cũng mệt. thì đó, tí nữa sẽ, còn nếu mà giải thích thì em sẽ quay lại cái vấn đề này sau. Và điều đó nó sẽ tạo ra ví dụ như một cái nhược điểm cực kỳ lớn mà người ta phàn nàn rất nhiều của mạng Bitcoin, đó là tiêu thụ cực kỳ nhiều năng lượng. Ví dụ như hiện tại là nguồn năng lượng điện cho mạng Bitcoin là nó tiêu thụ nhiều hơn tổng lượng điện tiêu thụ của nhiều quốc gia khác nhau. Ví dụ của quốc gia ví dụ như Czech hoặc là Switzerland chẳng hạn, tổng lượng điện tiêu thụ của mấy chục triệu dân mà không bằng lượng điện tiêu thụ của mạng Bitcoin. Mà trong khi đó hiện tại Bitcoin mà thì ứng dụng vào thực tế người ta chưa thể ứng dụng như nhiều, nên cũng có rất nhiều phàn nàn đó là mạng Bitcoin làm ảnh hưởng đến bầu khí quyển trái đất, hay là làm ảnh hưởng đến gọi là sự nóng lên của trái đất chẳng hạn. Có rất là nhiều những cái sự phàn nàn như thế. Và đồng thời, và cái việc đó, cái nhược điểm của nửa của cái proof of work đó là tại vì tạo ra một cái block mới nó là cực kỳ khó. Do đó với những cái cá nhân, với cái nguồn lượng
gọi là nguồn nguồn lượng máy móc hạn chế chẳng hạn, nguồn lượng điện hạn chế chẳng hạn, thì cái khả năng để họ tìm ra được một cái block mới là nó cực kỳ khó. Và như vậy tạo ra một cái xu hướng là mọi người gọi là hợp tác với nhau để cùng tham gia vào dưới sự điều khiển của một cái mining pool nào đó để tham gia việc đào Bitcoin. Và chính vì cái việc đào Bitcoin này nó bị quản lý bởi những cái một số cái mining pool, do đó nó khiến cái mạng Bitcoin nó trở thành hình dung là centralized likewise, nó tương tự như mạng tập trung mất tiêu. Thì cái mối lo về cái sự tập trung hóa của mạng Bitcoin nó cũng tạo thành một cái mối lo về mạng sự tập trung hóa. Trong khi trước đó mình nói là một trong những cái ưu điểm của mạng blockchain đó là sự phân tập trung, phi tập trung, decentralized, mà cái proof of work nó dẫn tới một cái hệ quả là centralized, thì điều này là không tốt. Ok, chính vì vậy mà nó sẽ tạo ra một số những cái consensus mới, ví dụ proof of stake, hoặc là mình sẽ nói proof of stake hoặc là delegate proof of stake. Thì hai cái proof này thì mình sẽ nói đơn giản thôi, không có nói nhiều. Cái proof of stake là gì? Tức là đối với proof of work là họ sử dụng cái nguồn năng lượng điện để đảm bảo để cái mạng secure. Còn proof of stake đó là họ sử dụng cái stakeholder, tức là bạn hình dung là mỗi người dùng của mạng, đối với mỗi người dùng của mạng là họ sẽ có một cái số lượng coin nhất định và họ sẽ tham gia vào cái việc bảo đảm cái security của hệ thống bằng cách chuyển đổi một số coin thành là gọi là cái stakeholder, gọi là cái cổ phiếu, cổ phần gì đó. Thì họ sẽ dùng cái cổ phần này để giám sát và để vote, bỏ phiếu cho những cái block nào mà họ cho là hoạt động đúng theo nguyên tắc, thì họ sẽ vote cho những cái block đó. Và khi nào mà cái block nào mà nó có nhận được nhiều vote nhất thì cái block đó sẽ được xem là chiến thắng, và cái block, cái hệ thống họ sẽ sử dụng cái block đó để xem như là cái block mới trong cái blockchain ledger. Thì đại khái là như vậy. Ví dụ như ở trong đây mình có là hiện tại một blockchain ledger hiện tại như thế này, và bây giờ cần phải tạo một cái block mới thế này, thì cái validator A hiện tại họ có 100 stake, validator B có 500 stake, validator C có 1000 stake chẳng hạn. Thì những validator này họ sẽ xem sẽ cái quá trình tạo block mới của các cái người, nhiều người miner khác nhau. Ví dụ có rất nhiều miner, ví dụ em có N miner chẳng hạn, Lunar M miner thì tạo ra N block khác nhau. Và những cái validator này họ sẽ có cổ phiếu và họ sẽ bầu tròn cho những cái block này. Và cuối cùng block nào mà có nhiều bầu tròn nhất, ví dụ như hiện tại block thứ nhất là có 1000 bầu tròn và block thứ N có 600 bầu tròn chẳng hạn, thì block N số 1 là sẽ được xem là chiến thắng, và cái block số 1 sẽ được xem là block mới của hệ thống. Và thì những cái người validator này thì tất nhiên họ không thể làm việc không công được, họ cũng phải có cái lợi ích nào đó khi trong cái để mà họ giám sát và họ đầu tư vào cái việc như thế này. Thì khi mà một block mới được tạo thành thì những cái gọi là cái transaction data, transaction fee của những cái người, của những cái dữ liệu của người dùng mà được ghi vào trong block này sẽ được dùng để chi trả cho những người mà đã bầu tròn cho những cái block này. Ví dụ như hiện tại đây, ví dụ như những cái người bầu tròn cho cái block thứ nhất này là B và C, là họ sẽ B và C sẽ nhận được cái bonus là sẽ nhận được cái phần thưởng cho cái việc mà vote vào cái block đúng như thế này. Thì cái block này thì bằng cách cái sử dụng như thế này, bằng cách sử dụng cái proof of stake này á, thì cái việc tạo thành một cái block mới nó rất là dễ dàng, tại vì block mới này sẽ tạo được rất là nhanh chóng thôi. Chỉ cần một cái thuật toán crypto hash một chạy một lần là chỉ vài phần trăm của mili giây là chạy ngay xong thôi, là có thể tính được cái hash rất là nhanh chóng. Các cái block mới được tạo ra rất là nhanh chóng, nhưng mà nó sẽ có một cái nhược điểm, đó là người nào mà có nhiều cái stakeholder, người nào mà có nhiều coin là người đó coi như là chi phối được cái khả năng, cái sự an toàn của cái hệ thống đó. Tại vì những cái người khác có rất là nhiều, những cái người khác mà họ làm validator nhưng mà tại vì họ ít coi quá nên họ nhiều người vô nhưng mà cũng không có thắng được. Thì cuối cùng cái người nào mà giữ được nhiều vô nhất, nhiều cái coin nhất
nhiều cái cổ phiếu nhất thì và là họ họ đóng vai trò chi phối trong cái sự an toàn của cái hệ thống. Như vậy thì nó vô hình dung cái mạng này nó cũng mất đi cái tính gọi là public, tính decentralized, và cái security của hệ thống nó cũng sẽ bị giảm rất là nhiều. Ok. Và như mình nói là proof of stake là nó cũng có một cái có cái nhược điểm như thế. Và để mà giải quyết được cái nhược điểm của cái proof of stake, đó là họ sử dụng một cái cái là proof of stake plus caster, tức là một cái phương thức mới. Là hiện tại là ví dụ mà Ethereum là đang sử dụng cái phương thức này, thì cái phương thức này nó cũng đơn giản thôi, là nó cách thức hoạt động là tương tự như proof of stake, chỉ có một điều khác, đó là đối với những cái validator mà bầu chọn cho những cái block nào mà cuối cùng không được chọn vào trong hệ thống, thì những cái coin, những cái cổ phần mà được bầu chọn trong đó có thể là mất toàn bộ hoặc là mất đi một phần. Tức là giống nó tạo thành những một cái hình phạt cho cái việc mà anh đã bầu chọn không có đúng. Thì cái hình phạt này nó sẽ khiến cho mọi người là phải validator họ phải làm việc có trách nhiệm hơn. Anh không thể bầu chọn lung tung được, anh phải kiểm tra một cách nghiêm túc, anh phải kiểm tra một cách chính xác để đảm bảo rằng anh sẽ bầu chọn là anh sẽ bầu chọn cho cái block đúng, cái block đúng hoạt động, và những người đảm bảo rằng những cái người khác còn sẽ cũng bầu chọn cho cái block này. Còn nếu mà anh bầu chọn sai thì anh sẽ bị phạt, anh sẽ mất đi một số lượng coin nhất định mà anh đã bầu chọn vào trong cái block này chẳng hạn như thế. Thì cái hình phạt này nó sẽ giống như là một cái hình phạt để đảm bảo là cái hệ thống nó chạy an toàn. Ví dụ thay vì proof of work, cái hình phạt đó là nếu như mà cái hình phạt đó là cái sự tiêu thụ nguồn năng lượng điện và năng lượng của phân cực máy tính chẳng hạn, thì cái hình phạt đối với cái proof of stake còn với caster đấy thì nó sẽ là bị mất đi một cái số lượng coin nhất định khi mà validator không có chính xác. Thì đó. Thì hiện tại ví dụ mạng Ethereum như mình nói là đang chuyển từ proof of work sang proof of stake cộng với caster protocol này. Ok. Thì cái protocol cuối cùng là delegate proof of stake. Delegate proof of stake, hình thức hoạt động tương tự như hình thức hoạt động của đảng dân chủ giống như ở Mỹ chẳng hạn, khi mà người dân bầu cử lên hình thức hoạt động của đảng dân chủ vậy đó. Thì khác với cái proof of stake ở chỗ đó là người dùng, đối với proof of stake là người dùng khi mà họ có coin thì họ sẽ chuyển coin thành cái stakeholder, họ sẽ chuyển thành cổ phiếu, một phần cổ phiếu, và họ sẽ là người validator trực tiếp luôn, họ sẽ dùng họ validator trực tiếp. Thì delegate proof of stake tức là giống ủy quyền, proof of stake ủy quyền, mình dịch nghĩa theo tiếng Việt là proof of stake ủy quyền kiểu vậy đó, là những cái người mà có stakeholder này họ sẽ ủy quyền cho một nhóm các cái delegate, là giống đại biểu, các cái đại biểu, ví dụ trong một cái mạng nó sẽ quy định là có một số lượng đại biểu nhất định, và những cái stakeholder này, cái account user mà có coin chẳng hạn là họ sẽ trở thành cái stakeholder này, thì một trong số đó, nhiều trong số đó là họ sẽ xung phong làm đại biểu, và những cái stakeholder khác thì họ sẽ vote cho những cái người đại biểu đó, họ sẽ chọn đại biểu nào họ sẽ vote, và những cái người đại biểu này sẽ trở thành những cái validator, họ sẽ giám sát cái quá trình tạo cái block mới. Ok. Và quá trình tạo block mới, và khi mà họ giám sát và họ sẽ vote cho quá trình tạo block mới, và khi block mới được tạo thành thì sẽ có những cái phần thưởng trả về cho cái đại biểu delegate, các đại biểu đó, và những cái đại biểu này họ sẽ chuyển một phần trong số cái phần thưởng đó chuyển về lại cho cái stakeholder mà đã vote cho họ. Thì hoạt động theo cái cơ chế như vậy. Ok. Thì mình, và trong cái mạng blockchain á thì nó sẽ hoạt động theo cái cơ chế là cái longest chain of block will be selected. Tức là tại vì trong blockchain hiện tại các cái mạng blockchain hiện tại là không có cái cơ chế nào để chọn, gọi là chọn block nào là block cuối cùng cả, mà mọi các cái miner từ ngầm hiểu với nhau là cái longest blockchain, cái block, cái chain nào mà lớn dài nhất
thì sẽ được xem, thì sẽ được chọn là cái block cuối cùng. Thì mình chỉ nói như thế thôi. Và khi mà mình nói về cái mảng consensus thì không phải là chỉ có ba cái consensus mà mình đã vừa giới thiệu lúc nãy đâu, mà ngoài ra có, hiện tại có rất là nhiều các cái consensus khác. Nhưng mà ba consensus đó có thể gọi là cái basic, cái những cái consensus đầu tiên và basic đầu tiên. Và những cái consensus sau thì họ sẽ dựa vào những cái consensus đó để họ có những cái cải tiến, có những cái modification, có những cải tiến để tạo ra một cái mô hình hoạt động mà họ cho là hiệu quả hơn chẳng hạn. Thì hiện tại ví dụ như mình là những người bước đầu nghiên cứu chẳng hạn, hoặc là các bạn sinh viên cũng vậy, hoặc là các cái công ty chẳng hạn, thì cũng có thể là tự tạo ra một cái consensus mới. Mình suy nghĩ creation, sáng tạo ra một cái consensus mới mà mình nghĩ là nó hiệu quả hơn những cái consensus hiện tại chẳng hạn. Thì đó là một cái hướng, một trong những cái hướng nghiên cứu mà mình nghĩ là một trong những cái sáng tạo mà nó sẽ có ý nghĩa rất là lớn, có thể ảnh hưởng nhiều, ảnh hưởng lớn đến cái ngành công nghiệp blockchain chẳng hạn. Và hiện tại một trong những cái mảng blockchain mà mình thấy khá là hứng thú, mình thấy khá là hay, mình cũng chưa nghiên cứu sâu nhưng mình thấy khá là hay, đó là cái mảng Substrate, nền tảng blockchain do cộng đồng phát triển dựa trên cái nền tảng Substrate. Và trong đó cái mảng mà nó khá rất là phát triển dựa trên nền tảng Substrate đó là cái mảng Polkadot. Thì nó, họ sử dụng cái hybrid consensus, nó kết hợp giữa cái grandpa và baby. Mình thấy cái này rất là hay. Thì trong cái mảng này thì trong cái mảng blockchain này là nó giải quyết được khá là nhiều vấn đề. Mà một trong những vấn đề đó là kết nối giữa các cái chain khác nhau. Tại vì hiện tại như các bạn biết là các cái blockchain, mỗi cái block khác nhau là nó sử dụng một cái consensus khác nhau, một cái cơ chế hoạt động khác nhau. Và cái việc kết nối giữa các cái blockchain khác nhau thực sự chưa có phổ biến. Ví dụ như mạng Bitcoin mà kết nối với mạng Ethereum, hoặc là nhiều cái mạng blockchain mà sử dụng những ứng dụng khác nhau chẳng hạn để kết nối được với nhau thì hiện tại cũng chưa có. Thì mình thấy cái Substrate nó tạo ra một cái nền tảng để kết nối được các cái chain đó về lại với nhau. Ví dụ như hiện tại đây là một cái chain có rất nhiều loại chain, mỗi cái chain này có thể hoạt động độc lập một cái consensus khác nhau, và sau đó thì nó có một cái cơ chế để đảm bảo là khi mà các cái chain này, các cái validator trong cái chain này nó sẽ check và nó sẽ kết nối các cái chain này trong một cái chain, một cái chain chung của toàn bộ hệ thống. Và cái chain chung của toàn bộ hệ thống này là nó sử dụng cái consensus là grandpa để kết nối các cái chain này lại với nhau. Mình thấy cũng khá hay. Thì các bạn có thể tìm hiểu trên mạng dùng các cái từ khóa ví dụ Polkadot hoặc là Substrate chẳng hạn, nếu bạn nào mà chưa biết. Mình nghĩ cái mạng này cũng khá là nổi tiếng rồi nên có thể bạn cũng có rất là nhiều người biết rồi. Thì hôm nay mình sẽ thảo luận đến như vậy. Và thực ra nếu mà có cái nhiều cái vấn đề cái chỗ này này, cái chỗ Proof of Work, em cũng rất là tiếc khi mà không có giải thích được cái phần này, cái Proof of Work. Tại vì cái Proof of Work, đại khái cái ý tưởng của Proof of Work là em đã giải thích xong, nhưng mà cái cơ chế để làm sao mà miner họ chọn ra cái block và cái chọn cái block dài nhất thế này, em thấy cái này cũng khá là hay. Nhưng mà chắc là sẽ ưu tiên cái phần panel discussion trước đi anh nhỉ. Hồng cứ tiếp tục slide lại đi nhé. Thấy mọi người đang rất hứng thú, mọi người bảo hay quá chị ơi, rồi tuyệt vời quá. Mình thấy mọi người đang rất hứng thú, thế nên là Hồng cứ tiếp tục để giảng về slide này để cho mọi người hiểu về cơ chế nhé. Bởi vì forum hiện tại đang rất là khuyến khích các kiến thức căn bản để mọi người hiểu thật sâu về chẳng hạn như là Proof of Work chẳng hạn. Nếu vậy thì tự nhiên mình giải thích đi cái Proof of Work xong một vòng rồi quay lại Proof of Work thì nó không sao cả. Thiếu logic một chút, nhưng mà như lúc nãy mình nói là cái Proof of Work là như thế, thì cái vấn đề là lúc nãy mình giải thích là cái cách thức hoạt động ở một cái miner thôi. Nhưng mà trong hệ thống của mình có rất là nhiều miner, và có thể là có nhiều miner họ đồng thời tìm ra cái valid hash cho cái block hiện tại chẳng hạn, hoặc là cái việc đồng thời tìm ra block hash, hoặc là có thể cái thời gian nó chỉ xê dịch một chút thôi chẳng hạn, thì liệu cái block nào sẽ được chấp nhận bởi hệ thống và cái cơ chế nó chấp nhận như thế nào, thì mình sẽ giải thích một chút. Đó là qua cái cơ chế vault, tức là ví dụ hiện tại mình là một miner và mình đang trong quá trình tìm cái hash value cho cái block của mình. Có thể mình đang trong quá trình tìm, và trong quá trình tìm đó thì mình cũng listen
cũng 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 nghe nghe ngóng xem liệu các cái miner khác họ có đang tìm ra đã tìm ra cái hash cho cái block hiện tại hay không. Và nếu như mình nghe ngóng và mình thấy được một cái block khác mà đã tìm ra cái cho một cái hash cho block hiện tại rồi, thì mình sẽ có hai cái quyết định, hoặc là mình ignore, tức là mình lờ đi, mình không có sử dụng kết quả của họ, mình cứ tiếp tục cái quá trình tìm của mình để mình cố gắng mình tìm ra để mình nhận được phần thưởng, hoặc là mình sẽ chấp nhận cái kết quả của họ, mình sử dụng cái kết quả của họ để mình tiếp tục cái quá trình tính toán mà dựa trên cái kết quả của họ để tìm ra một cái block tiếp theo dựa trên cái kết quả của họ đó. Thì đó là vote và not vote. Nhưng mình nói nếu mà mình vote là mình sử dụng kết quả của họ ở đây để mình tạo ra một cái block mới là màu trắng ở đây dựa trên cái kết quả của cái người mới. Còn nếu như mình not vote thì mình nhận được cái kết quả của họ đây, mình cứ để đây, mình để đó, mình không làm gì cả, và mình vẫn tiếp tục theo cái hướng của mình là mình tạo ra cái block song song và dựa trên những cái kết quả của block trước, chứ mình không có dựa trên cái kết quả của block mới này. Thì đó là hai, đó là cái cách thức mà mỗi cái người miner họ có thể lựa chọn. Và trong cái quá trình miner thì các bạn biết là miner là họ không phải, trong máy tính của miner không phải là chỉ có một cái chain duy nhất đâu, mà sẽ có rất là nhiều các cái nhánh, các cái chain khác nhau, và các miner họ sẽ giữ rất là nhiều nhánh khác nhau. Ví dụ như hiện tại nhiều đây có những A, những B, rất nhiều nhiều nhánh khác nhau. Và mục đích của việc giữ nhiều nhánh như thế này là để làm gì? Đó là do trong cái hệ thống là người ta mặc định đó là cuối cùng những cái thông tin nào mà thuộc vào cái chain dài nhất, cái chain longest chain dài nhất thì sẽ được chấp nhận bởi phần đông miner, và sẽ được, và những cái gọi là cái reward nào mà những cái người nào mà tạo ra block ở trên cái block dài nhất đó sẽ được tặng cái phần thưởng. Còn những cái trong cái block mà không phải là dài nhất, mặc dù họ cũng tạo ra block đúng nhưng mà không phải là block dài nhất, thì họ vẫn không nhận được cái gì cả. Và những cái thông tin ghi vào trong cái block này cũng gọi là không có unconfirm, là không có chính xác, là không có được xác thực cuối cùng. Và cuối cùng mục đích là mình làm sao để block dài nhất thôi. Và các bạn cũng biết là tại vì cái quá trình trong cái mạng có rất là nhiều miner, do đó cũng không vào một thời điểm sẽ rất khó để xác định được liệu cái chain nào trong tương lai sẽ là cái chain dài nhất. Ví dụ như hiện tại mình nói, hiện tại bây giờ cái chain này có thể là chain dài nhất trong hiện tại, nhưng mà tương lai, trong một tương lai khác, có thể là các cái miner khác họ lại tập trung làm việc trên cái nhánh này, thì cái nhánh này nó lại là cái chain dài nhất trong tương lai. Chính vì vậy đó là cái lý do mà các cái miner họ phải giữ nhiều cái nhánh, tại vì trong quá trình đó, ví dụ họ sẽ luôn liên tục switch, tức là chuyển nhánh để làm việc trong cái nhánh mà dài nhất. Ví dụ hiện tại đây là nhánh dài nhất thì họ sẽ làm việc trong cái nhánh này, và trong một tương lai nếu mà nhánh này là dài nhất thì họ lại chuyển sang cái làm việc trên cái nhánh này chẳng hạn. Trong quá trình chuyển phải chuyển đổi liên tục như thế. Ok. Và thêm một cái vấn đề nữa, đó là cái chain dài nhất là sẽ được accept là cái chain cuối cùng. Ok. Như bạn biết là cái chain dài nhất accept của cái chain cuối cùng. Vậy thì nó vô hình dung nó tạo ra một cái tiền lệ, một cái nỗi lo về security. Đó là liệu một nhóm các cái miner họ hợp tác, họ làm việc với nhau để họ làm việc sai trái, tức là cái block được tạo ra không có đúng, không có chính xác, nhưng mà họ tạo ra một cái gian dối, nó không có phù hợp với quy tắc của hệ thống, nhưng mà các cái miner khác nó lại tiếp tục lấy cái kết quả đó để làm việc, và tạo ra cái chain đó là cái chain dài nhất. Như vậy là cái hệ thống sẽ chấp nhận cái chain dài nhất, như vậy là cái hệ thống nó không còn an toàn nữa. Chính vì vậy cần phải có một cái cơ chế để đảm bảo rằng là chain dài nhất, nhưng mà những cái thông tin trong các cái chain đó là phải chạy đúng theo các cái quy tắc của cái hệ thống được đặt ra. Và cái quy tắc đó, ví dụ hiện tại trong mạng blockchain nó có một cái phần mềm gọi là cái Bitcoin Core, hay là cái full node, là cái hệ thống này khuyến khích là người dùng Bitcoin là hãy cài đặt cái chương trình này. Và cái chương trình này nó có vai trò giống như là cái người giám sát hoạt động của các cái miner, tức là họ giám sát hoạt động miner để kiểm tra là cái chain dài nhất, nhưng mà các cái block trong đó có đúng là có hoạt động đúng theo cái quy tắc của hệ thống hay không. Thì đó là cái vai trò của cái Bitcoin Core này. Thì đây, ví dụ như vậy là trong cái hệ thống mạng blockchain mình là sẽ có những cái user
user only, tức là cái người họ mà họ sử dụng cái mạng này để giao dịch thông tin, để ghi các cái thông tin vào trong cái mạng thôi, họ không làm gì cả. Và hoặc là có một số người khác là vừa là user nhưng mà vừa cũng là miner. Những người miner là người có chức năng là sẽ làm việc để ghi thông tin của user vào trong cái blockchain ledger. Và cái validator là người giám sát, là cái người họ cài cái phần mềm Bitcoin Core đó, để giám sát cái hệ thống này. Và cái Bitcoin Core này tất nhiên là để chạy á, thì nó không tốn nhiều cái nguồn năng lượng điện như người miner, nhưng mà nó cũng sẽ tốn một nguồn năng lượng nhất định. Và người ta nói trong cái chương trình Bitcoin Core đó là better security has cost. Tức là nếu mà bạn muốn có security thì bạn phải trả một cái giá. Và cái giá đó là bạn sử dụng cái máy tính của bạn để chạy cái chương trình Bitcoin Core này. Nếu bạn, ví dụ những cái người nào có rất là nhiều cái nguồn và là tài sản ở trên Bitcoin chẳng hạn, thì họ sẽ có xu hướng cài đặt cái chương trình này để và là để góp phần của mình vào tăng cường cái tính bảo mật của hệ thống. Ý là như thế. Ok, thì đó là phần mà em muốn nói rõ hơn về cái mạng Bitcoin như thế. Thì đó là tất cả những gì em muốn nói hôm nay. Thì chắc bây giờ mình chuyển sang cái phần panel discussion nhỉ? À, dạ vâng, cảm ơn Hồng nhiều nhé. Để chúng ta sẽ chuyển sang, nếu mà sau cái buổi webinar hôm nay và Hồng xem lại video hoặc là live thì Hồng sẽ rất là vui, bởi vì mình sẽ đọc một số comment của mọi người nhé. Hay quá chị Hồng ơi, cô giảng hay quá. Cảm ơn bạn. Giảng luôn phần này đi cô. Rồi rực rỡ quá. các bạn nói chung là rất là nhiều comment rất là hay. Sau này Hồng sẽ không đọc lại, Hồng sẽ rất là vui. Và xin cảm ơn bài chia sẻ của bạn, của giáo sư Hồng rất là nhiều. Rất là nhiều bạn đã rất là thích cái chia sẻ của Hồng. Nhưng mà em không phải giáo sư nên em đừng nói giáo sư nhầm lẫn. À không có, đúng rồi, thì không biết ở Việt Nam thì thường gọi đích danh, nhưng mà thường ở nước ngoài khi mặc dù chúng ta là assistant professor, associate professor hay full professor thì chúng ta thì tất cả mọi người cũng đều gọi là giáo sư thôi, còn chúng ta cái ngành khác nhau đúng không? Nên đừng mình gọi vậy thôi, nhưng mà ý là bình thường mình sẽ gọi là Hồng. Ok, rồi. Bây giờ mình sẽ chia sẻ slide một chút để xin cảm ơn phần chia sẻ của bạn Hồng rất là nhiều. Thì rất là nhiều comment tích cực được các bạn comment và ở trong Zoom cũng như trên fanpage. Và hiện tại chúng ta có khoảng hơn 200 bạn đang theo dõi trực tiếp trên Zoom và khoảng gần 2.000 bạn trên YouTube và khoảng 2.400 lượt coi trên fanpage. Chứng tỏ mình rất là vui, là bởi vì là những cái webinar chúng ta thuần về kỹ thuật nhưng mà nhận được sự quan tâm rất là lớn của từ cộng đồng, các bạn quan tâm về kỹ thuật và dev và tech. Thì trong buổi mình cũng chia sẻ luôn đối với thầy Tuấn và bạn Hồng, đó là cái buổi webinar đầu tiên thì mọi người đã thảo luận đến 1:10 sáng, và buổi thảo luận thứ hai thì lố mất một tiếng và mình phải ngắt giữa chừng, bởi vì là mình đã có hẹn với các bạn nhỏ. Thành ra là thì như các bạn thấy là mọi người rất là quan tâm đến cái công nghệ này. Thì sau đây mình cũng xin giới thiệu với tất cả mọi người là chúng ta sẽ chuyển sang phần tham luận. Và mình xin giới thiệu phần tham luận của chúng ta hôm nay thì có thầy Đặng Minh Tuấn. Thầy là tiến sĩ, trưởng lab blockchain của Học viện Bưu chính Viễn thông, viện trưởng viện CIST. Thầy là một chuyên gia về blockchain và AI, và mọi người có thể rất là nhiều bạn ở đây đã sử dụng phần mềm VietKey, thì thầy Tuấn chính là tác giả của phần mềm VietKey, và thầy là phó chủ tịch của câu lạc bộ Fintech Hiệp hội Ngân hàng Việt Nam. Và người tham gia tham luận thứ hai đó là bạn Trần Thị Hồng, là bạn hiện tại là giáo sư tập sự của Viện NICE Nhật Bản, chuyên nghiên cứu về blockchain. Và người tiếp theo đó là mình, Đinh Ngọc Thạnh, thì chắc các bạn cũng đã biết rồi đúng không ạ? Thì rất là nhiều bạn trên kênh có hỏi thì mình về Facebook của nhóm, thì mình cũng giới thiệu luôn là Facebook của forum mình đó chính là Việt Nam Blockchain Innovation, để các bạn tiện theo dõi. Thì sau đây chúng ta sẽ chuyển qua phần tham luận. Ok. Um,
Để mở đầu cho phần tham luận thì em có thể được phỏng vấn thầy Tuấn một chút được không ạ? Xin hỏi thầy Tuấn là thầy có thể chia sẻ với cộng đồng các bạn Dev và Tech về các cái chủ đề thầy đang nghiên cứu về blockchain và về blockchain lab của thầy không ạ? Và em xin cảm ơn tiến sĩ Thạch và xin chào tất cả mọi người. Hiện nay thì mình đang làm giảng viên Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông. Mình đang dạy ở bộ môn An toàn thông tin. Thế và mình cũng phụ trách cái lab blockchain của học viện. Thì cái hướng nghiên cứu của lab ấy thì hiện nay là nghiên cứu cả những cái nền tảng public blockchain mà chúng ta hay hay thấy là các cái đồng coin, các cái cryptocurrency đó. Cái thứ hai nữa là bọn mình nghiên cứu về các cái nền tảng Hyperledger cho enterprise. Đấy, thì mà cái phần này bọn mình nghiên cứu nhiều hơn, bởi vì là mình nghiên cứu để nó ứng dụng. Thế còn về cái tiền tiền mã hóa thì cũng có nghiên cứu, nhưng mà cái tỷ lệ nó ít hơn. Thế thì về trong cái ứng dụng ấy thì bọn mình hiện nay đã làm cái ứng dụng truy xuất nguồn gốc và đã ứng dụng ở trên tỉnh Bắc Cạn và tới đây là Bình Thuận. Đấy thì từ cuối năm ngoái thì cũng đã bắt đầu ứng dụng thử nghiệm. Thế và cái ứng dụng thứ hai đấy là quản lý văn bằng trên thì để trong tháng sau bọn mình sẽ ra mắt cái nền tảng quản lý văn bằng blockchain bằng blockchain cho Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông và một số tỉnh ở phía Bắc. Đấy thì toàn bộ các cái văn bằng của sinh viên tốt nghiệp Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông thì sẽ được đưa lên nền tảng blockchain, cũng như là có được cái ký số đấy, bằng cái chứng thư số và do các cái tổ chức CA công cộng phát hành. Thì đấy cũng là một cái mà hai cái nền tảng mà đã có sản phẩm và đang ứng dụng thực tế. Ngoài ra thì bọn mình cũng đang nghiên cứu tích hợp các cái nền tảng blockchain với các cái hệ thống về cơ sở dữ liệu ở trong các cái trục tích hợp dữ liệu đấy. Cái thứ tư là bọn mình cũng đang xây dựng một cái nền tảng riêng đấy, cho các thiết bị IoT. Thì bọn mình cũng ở trong viện ấy, thì bọn mình là ngoài blockchain ra thì còn nghiên cứu về AI, rồi IoT, security, big data vân vân. Thì trong đó cũng có cái sản phẩm, các cái sản phẩm ở trong cái mảng IoT thì bọn mình cũng đưa các cái kết quả đấy sẽ đưa lên trong cái nền tảng IoT mà do bên mình sẽ phát triển. Thì đấy là những cái mà mình chia sẻ về các cái hướng nghiên cứu. Còn riêng về các cái public blockchain thì mình cũng đã nghiên cứu cũng khá là kỹ các cái nền tảng là Bitcoin và Ethereum. Thì những cái này thì mình cũng đã nghiên cứu gần như là toàn bộ mã nguồn của nền tảng Bitcoin cũng như Ethereum cũng như là Fabric. Đấy. Thì mình cũng đang dự định là viết hai cuốn sách về Bitcoin và Ethereum, bởi vì cái cuốn mà tạm gọi là khá kinh điển cho các dev ấy là cuốn Mastering Bitcoin. Đấy. Thì cái cuốn đấy thứ nhất là nó cũng không chưa được cập nhật, thứ hai là nó cũng chưa đủ độ chi tiết và nó cũng có một số điểm nó bị sai.
Nên là mình cũng mong muốn có cái dự định là sẽ viết một cái cuốn nó kỹ hơn. Thì đấy là những chia sẻ cái mà mình tại vì khi mình đọc cái cuốn đấy thì mình vẫn chưa thấy thỏa mãn. Đấy, bởi vì thứ nhất là nó có một số điểm bị sai, thứ hai nữa là nó không đủ chi tiết, thế cho nên là mình mới phải nghiên cứu vào mạng nguồn. Thì đấy là chia sẻ thêm một số cái nghiên cứu ở trong cái mảng blockchain này. Dạ rất tuyệt vời thầy ạ. Đấy các bạn có thể thấy không ạ? Thầy đã blockchain đã có những cái ứng dụng bước đầu đã có những cái ứng dụng thực tế ở Việt Nam thông qua những cái dự án của thầy Tuấn. Thầy ơi cho em xin được phép được hỏi đó là khi mà mình đưa văn bằng lên blockchain thì các cái bạn tốt nghiệp từ viện bưu chính viễn thông của mình khi mà đi du học thì có khả năng là có thể được 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 xác nhận trực tiếp thông qua cái hệ thống thay vì theo cái bước bình thường là phải phải gửi cái thông tin về trường và xác nhận đúng không ạ? Đúng rồi, tức là mà cái trong cái dự án này bọn mình là không chỉ là các bạn mới mà tất cả các bạn sinh viên tốt nghiệp Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông đến nay khoảng 51.000 bạn thì toàn bộ các cái văn bằng đấy sẽ được đưa lên blockchain và sẽ được ký số. Thế thì ở bất kỳ đâu cũng có thể là kiểm tra được cái tính xác thực của nó, cũng như là kiểm tra được cái chữ ký số và đã có tính pháp lý. Thực ra blockchain thì nó cũng chưa có tính pháp lý, nhưng mà chữ ký số thì ở Việt Nam nó được coi như là có thể thay thế cho chữ ký và con dấu truyền thống, cho nên là vừa đảm bảo bằng blockchain vừa đồng thời là đảm bảo bằng cái chữ ký số. Vâng, tuyệt vời thầy ạ. Bởi vì là những cái người mà đi du học như tụi em thì mới hiểu cái nỗi đau của cái việc mà xác nhận văn bằng giữa các cái trường giữa các cái nước với nhau, thành ra là thực sự là cái sẽ tốn rất là nhiều thời gian và nhiều khi phải nhờ gia đình chạy chạy đi các trường để xác nhận rất là vất vả. Em xin cảm ơn những cái ứng dụng thực tế của thầy đã mang tới và có được triển khai sắp tới. Vâng, cảm ơn tiến sĩ Thạch. Thầy cho em hỏi tí là thực sự em nghe nói là các cái ứng dụng của thầy đã được sử dụng vào thực tế, em cảm thấy cực kỳ thích cái điểm này luôn đó thầy. Thì không biết là các hệ thống của thầy hiện tại đang phát triển dựa trên cái nền tảng nào thầy? Thì đó, tức là bọn mình dựa trên các cái nền tảng Hyperledger. Hyperledger Hyperledger. Chứ vì bọn mình thầy cũng thiên về không dùng các cái nền tảng public blockchain như là Ethereum Đúng hay rồi, là Ethereum thì Binance. em thấy khó lắm. Khó lắm, bởi vì thứ nhất ấy là cái số lượng giao dịch trên dây của các cái nền tảng public là nó khá là hạn chế. Như là Ethereum thì nó loanh quanh khoảng 20 giao dịch trên dây. Đấy là cái thứ nhất. Cái thứ hai ấy là các cái thông tin ở trên public blockchain thì nó hoàn toàn là public. Đấy. Thế nhưng mà trong cái ứng dụng mà của enterprise ấy, thì không phải lúc nào cũng là public, mà nó public cho những cái đối tượng cần public. Đấy, chứ không phải là public mình ví dụ như là một cái hồ sơ bệnh án chẳng hạn mình đưa lên blockchain mà public hết thế thì rất là nguy hiểm. Cái Mọi người privacy này ha, cái privacy rất là quan đúng trọng. là privacy, tức là mọi người vào đấy tức là nó vẫn phải minh bạch đối với những cái đối tượng cần minh bạch, nhưng mà nó vẫn phải là đảm bảo được cái tính riêng tư và tính an toàn. Chứ không thế cho nên là các cái nền tảng public blockchain là rất khó làm điều đấy, kể là chi phí của những public Thầy 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 Tuấn ơi, thầy unmute lại giùm em với ạ, vừa là em thấy có một số không cái là cao. âm thanh nhiễu nên là em tắt hết các bạn. Đấy thì tức là mình cũng chia sẻ lại là tại sao lại chọn cái
không chọn các cái nền tảng public blockchain như là Ethereum hoặc là Bitcoin hay là Binance Smart Chain chẳng hạn, thì thứ nhất là cái số lượng giao dịch trên giây nó hạn chế, và một giây nó chỉ khoảng 20 giao dịch trên giây. Thứ hai nữa là có nhiều cái thông tin ấy là mình không phải lúc nào cũng đưa public hết lên được. Đấy, nó không đảm bảo được cái tính privacy. Đấy, mà cái blockchain trong những cái tình huống đấy ấy, là mình cần minh bạch đối với những cái đối tượng mà cần phải minh bạch. Và mình phải giữ privacy đối với lại public, chứ không phải là ai mình cũng đưa hết tất cả thông tin cá nhân lên thì nó sẽ rất là nguy hiểm. Chưa kể là chi phí phí giao dịch của các cái nền tảng public blockchain nó khá là cao. Bọn mình chọn cái nền tảng là Hyperledger. Dạ, cảm ơn thầy rất là nhiều. Hồng ơi, không biết Hồng có camera không Hồng nhỉ? Camera hay? Ừ. Dạ, em có nhưng mà cũng hơi ngại sâu. Ok, đó là privacy của Hồng, nhưng mà nếu mà Hồng thoải mái thì có thể để chia sẻ nhé. Ok, câu hỏi tiếp theo sẽ là dành cho Hồng. Hồng là làm tiến sĩ về blockchain phải không Hồng nhỉ? Không, em thì thực ra em cũng trải qua nhiều cái nghiên cứu lắm. Ví dụ như em cũng làm về, hồi trước em làm tiến sĩ về mạng truyền thông không dây. Dạ, mạng truyền thông MIMO system ấy. Đúng rồi, mình nhớ rồi. Ok, như vậy là Hồng có thể là so sánh là cái thời điểm mà Hồng bắt đầu nghiên cứu về công nghệ blockchain và cái công nghệ blockchain hiện tại, thì Hồng thấy cái sự phát triển của nó như thế nào? Sự phát triển sao anh? Sự phát triển của công nghệ blockchain thời điểm hiện tại so với cái thời điểm mà Hồng bắt đầu tham gia nghiên cứu về blockchain ấy. Dạ, thì chúng em thấy có nhiều, chúng bây giờ họ hướng tới, thay vì cryptocurrency thì họ hướng tới ứng dụng nhiều. Và em thấy không chỉ các cái công ty đơn lẻ mà những cái tập đoàn lớn họ cũng bắt đầu làm về blockchain ấy. Blockchain. Giống như hiện tại em cũng đang tham gia với một nhóm Mobi ở bên Mỹ á. Thì cũng thảo luận online, cũng làm việc online thôi, nhưng mà họ đang làm việc để tạo ra những cái chuẩn blockchain cho cái hệ thống xe tự hành á, để quản lý xe tự lái á. Thì trong nhóm đó em thấy cũng có nhiều công ty lớn lắm, ví dụ như General Motors hoặc là Honda hay là nhiều tập đoàn nữa nhỉ, về xe hơi. Ok, rồi cảm ơn Hồng. Thì em có cái câu hỏi này là bởi vì là hai cái cơ chế đồng thuận là proof of work và proof of stake là hai cơ chế mà phổ biến nhất hiện tại, đúng không ạ? Thì em muốn hỏi ý kiến của thầy Tuấn và của Hồng là khi mình so sánh những đặc tính của proof of work và proof of stake thì cái nào tốt hơn? Thứ nhất là về tính an toàn. Tất nhiên là ý kiến cá nhân của thầy và của Hồng thôi. Em có thể xin ý kiến của thầy Tuấn trước được không ạ? Thực ra thì để so sánh mà có những cái kết luận cái nền tảng nào mà nó an toàn hơn ấy, thì cần phải có một cái nghiên cứu nó phải là khá là bài bản thì mình mới đánh giá được. Đấy, tuy nhiên thì về mặt cảm nhận của cá nhân ấy, thì mình thấy rằng là proof of work thì nó vẫn là an toàn hơn, bởi vì là để giải được cái bài toán trong cái proof of work là tìm cái giá trị băm mà nhỏ hơn cái giá trị cho trước ấy, thì nó cái xác suất để thành công nó rất là thấp đấy, và nó đòi hỏi một cái lượng tài nguyên, một cái năng lượng rất là lớn. Và điều đấy ấy, tức là nó ở đây nó có một cái khái niệm mình cứ tạm gọi nó được đôi khi chúng ta so sánh là một cái vật gì đấy nó có giá trị, nó được bảo đảm bằng vàng. Thì ở đây ấy,
thì cái Bitcoin ở đây nó được bảo đảm bằng cái khối lượng công việc, bằng cái năng lượng. Đấy. Thế còn cái Proof of Stake thì nó không có cái đảm bảo như thế, mà nó chỉ là xác suất là nhiều. Nó dựa vào xác suất. Thế còn cái kia thì đấy, mình cứ hình dung như là nó trước đây chúng ta hay nói là bản vị, tiền bản vị. Tiền nó được bản vị bằng vàng, tức nó đã bảo đảm bằng vàng. Thì ở đây Bitcoin nó được bảo đảm bằng cái khối lượng công việc rất là lớn. Và đấy chính là nó. Thế còn để mà so sánh thì mình nghĩ là phải có những cái nghiên cứu nó ở nhiều góc cạnh hơn. Chi tiết dạ. Nhiều yếu tố, xem xét nhiều yếu tố đúng phải. Dạ. Rất là nhiều yếu tố để ảnh hưởng đến cái tính an toàn của hai bên. Mình có thể nghe ý kiến của Hồng được không? Dạ, thì em cũng đồng ý với ý kiến của thầy Tuấn. Tức là về cũng em thấy chưa có cái nghiên cứu nào mà chính xác để đánh giá một cách mang tính kỹ thuật ấy là cái nào tốt hơn, nhưng mà về lý thuyết thì rõ ràng Proof of Work là nó high security hơn Proof of Stake đó. Và thậm chí em có đọc trong một bài báo thì họ không đưa ra bằng chứng, nhưng họ nói là đối với một mạng proof một mạng blockchain public ấy, mạng public ấy, thì hiện tại chỉ có Proof of Work là có thể xem là đúng thực là security thôi. Còn tất cả những cái phiên bản khác như Proof of Stake thì người ta luôn đặt dấu nghi ngờ vào cái độ an toàn của nó. Xin cảm ơn Hồng, xin cảm ơn thầy Tuấn. Cái thảo luận rất thêm một cái, thêm một cái, tức là cái khả năng mà tiêu cực ở Proof of Stake nó sẽ cao hơn. Tức là những cái chúng ta hay gọi là cá mập ấy. Khi mà có một cái lượng stake rất là lớn thì những cái người đấy cái khả năng kiểm soát mạng nó sẽ cao hơn rất là nhiều. Trong khi đó bên bên Bitcoin ấy, bên Proof of Work ấy, thì tất cả mọi người là đều như nhau. Đấy, có nhiều, mặc dù có thể là hold rất là nhiều Bitcoin nhưng mà cũng chẳng có nghĩa gì cả. Mà vấn đề là vẫn phải giải được cái đấy. Thế còn ở bên Proof of Stake thì người nào mà có nhiều cổ phần thì cái những cái người đấy, cái xác suất mà những cái người đấy sẽ xác thực các cái block sẽ cao hơn, và những cái người như thế họ có thể liên kết với nhau để mà kiểm soát hoặc là khống chế nó dễ hơn rất nhiều so với lại là bên Bitcoin. Đấy cái yếu tố mà cũng rõ ràng là nó sẽ cái khả năng tiêu cực nó sẽ ít hơn ở Proof of. Dạ, em cảm ơn thầy Tuấn với cảm ơn Hồng. Thì có thể là khi mà thầy Tuấn và Hồng nói như vậy thì có thể có bạn có ý kiến như là bên Bitcoin thì họ sẽ có những mining pool đúng không ạ? Có những cái mining pool họ cũng có thể là chi phối cái hash, thì có thể họ cũng chi phối mạng. Thì theo thầy Tuấn và Hồng thì nếu mà so sánh với Proof of Stake để có những cái người họ chi phối về stake thì hai cái vấn đề nó có khác nhau không ạ? Thì em nghĩ là cái chi phối về cái mining pool á, cái này em thấy em cũng hiện tại chưa có thể đưa cái đánh giá nó có thể chính xác được á. Nhưng em nghĩ trong tương lai thế nào cũng sẽ có những cái thuật toán mà cải tiến của Proof of Work mà để ngăn chặn cái việc tập trung hóa của các cái mining pool đó. Ví dụ như một cái ý tưởng bị em đưa ra, ví dụ như cái target, tại vì cái độ khó của hệ thống á, hiện tại trong mạng Bitcoin là cái độ khó của hệ thống là nó bằng nhau đối với tất cả các cái miner, đúng không? Thì ví dụ một cái phiên bản mới của Proof of Work, cái độ khó này có thể là một cái function của cái độ decentralized chẳng hạn. Vì những cái user nào mà được tính là cái độ decentralized của họ lớn hơn thì cái độ khó của họ sẽ giảm hơn, và họ có thể là sẽ mining nó dễ dàng hơn chẳng hạn. Còn những cái mà độ khó, những cái mining pool lớn chẳng hạn, thì cái độ decentralized của những cái user của mining pool này nó sẽ giảm. Như vậy độ khó cần phải tăng lên đối với họ. Thì cái cách như thế này có thể là khuyến khích người ta là mining cả theo từng cá nhân chứ không có tập trung thành những cái mining pool nữa.
ý hồng là cái độ tập trung và độ phi tập trung, có nghĩa là cái số lượng cái thành viên trong cái pool đó đúng không? Dạ đúng rồi. Rồi okay. Số lượng và thành viên trong okay. Xin ý kiến của thầy Tuấn ạ. Dạ. Nói đấy là cái việc mà tập trung ở bên Bitcoin ấy, và cái trong mining pool ấy, thì cái việc đấy nó sẽ khó hơn, tức là nó sẽ khó hơn ở bên BlueStake. Bên BlueStake thì chỉ cần là có số lượng giữ nhiều cái stake nhiều hơn thì là đương nhiên là đã có kiểm soát hơn rồi, vì cái xác suất những người đấy nó sẽ cao hơn. Thế còn bên kia thì không chỉ là giữ những cái đồng coin mà họ phải đầu tư tài nguyên rất là lớn. Cái thứ hai nữa là cái việc đầu tư đấy thì nó lại gồm của rất nhiều thành viên. Đấy. Chứ một cái mining pool ấy thì không chỉ là một cái công ty hoặc là một cái tổ chức, mà trong mining pool đấy là có rất nhiều các thành viên tham gia. Thế cho nên ấy, nếu mà cái chính sách của mining pool đấy mà không tốt, mà có cái ý đồ tiêu cực ấy, thì bản thân những người tham gia đấy là họ sẽ rút, và như vậy thì cái năng lực tính toán của cái mining pool đấy nó sẽ giảm ngay. Chứ còn bên kia là họ đã hold được cái tố tiền đấy rồi thì là họ ấy làm chủ hoàn toàn. Chứ còn bản thân cái mining pool đấy là nó là gồm cả một cái cộng đồng. Thế mà khi mà cái mining pool đấy mà hoạt động nó không đúng với tôn chỉ, hoặc là nó có cái tiêu cực ấy, thì bản thân những người đấy họ sẽ rút, và như vậy thì cái năng lực tính toán nó sẽ giảm ngay, nó không nằm trong tay những cái người chủ mining pool. Chứ còn bên kia thì họ đã có một cái lượng tiền đấy rồi thì họ đương nhiên là họ kiểm soát. Dạ, ý thầy có nghĩa là trên một cái pool thôi thì chúng ta cũng có tính phi tập trung trong từng pool, đúng không? Tất nhiên rồi. Dạ. Cũng là ở trong đấy và nó cũng là có một cơ chế vote. Ví dụ như là bên đây không làm ăn không tốt thì tôi chuyển sang bên khác. Thì đấy cũng là một hình thức vote. Dạ. Tôi sẽ rời cái mining pool này, tôi sang mining pool khác. Thì em xin bổ sung, em xin nói giải thích thêm một cái ý thế này, tại vì em thấy trong cái phần chat á thì có một số bạn hỏi liên quan đến consensus, ví dụ như kể cả cái ứng dụng mà thầy đang sử dụng là sử dụng consensus nào, thì em cũng nói thêm một tí này, tức là những cái vấn đề hiện tại giờ mình đang thảo luận là về proof of work và proof of stake á, là để đảm bảo cái security của hệ thống mà mình đang nói đến, cái hệ thống public. Tất nhiên thì trong thực tế là mình không phải lúc nào cũng ứng dụng blockchain vào chỉ public network không, mà rất nhiều hệ thống họ sẽ sử dụng private network hoặc là permission network chẳng hạn, là mạng riêng tư hoặc là mạng cho phép ấy. Tức là phải cho phép mới gia nhập mạng được. Thì đối với những cái mạng này thì vẫn có thể ứng dụng được những cái gọi là những cái ưu điểm của mạng blockchain, nhưng mà cái yêu cầu về bảo mật nó không có cao như mạng public. Tại vì trong bản chất cái mạng private và mạng permission á, là các miner là những người là những người mình đã có cái sự tin cậy nhất định rồi, đã có sự tin cậy nhất định đối với các cái miner rồi. Do đó cái consensus ở trong cái mạng private hoặc là permission network thì không có yêu cầu quá cao. Do đó thường trong mạng private thì mình có thể sử dụng proof of stake hay delegate proof of stake, hoặc là cả cái phiên bản mà nó yêu cầu không cần yêu cầu quá cao về cái security nhiều như proof of work. Theo mình thấy chắc proof of work là chỉ sử dụng cho mạng public thôi. Đây mình bổ sung thêm ấy, tức là cái tình huống hiện nay đa phần mọi người nghĩ đến cái tình huống là public blockchain, nhưng mà mình sẽ đưa ra một cái ví dụ để cho mọi người thấy rõ là không phải lúc nào public blockchain là cũng có thể ứng dụng được. Mình nói một cái ví dụ như là ở Việt Nam chúng ta là có 42 cái ngân hàng, đúng không? Và các ngân hàng này thì đều phải là kết nối với nhau, tức là nó phải chuyển tiền từ ngân hàng này sang ngân hàng khác.
Đấy, tức là các ngân hàng này một mặt thì vẫn cạnh tranh nhau, đúng không? Tức là ngân hàng thì vẫn luôn luôn cạnh nhau để mà thu hút khách hàng của nhau, nhưng mặt khác là vẫn phải hợp tác với nhau. Đấy, tức là để liên thông với nhau và không thể tách rời. Tại vì cái nhu cầu khách hàng người ta chuyển từ ngân hàng này sang ngân hàng khác, và cái việc đương nhiên thế cho nên ý, nó có cái tình huống là các đối thủ đấy vừa phải hợp tác với nhau nhưng đồng thời cũng cạnh tranh nhau và có thể là tiêu cực lẫn nhau, tức là vẫn muốn làm nào để cho mình lợi nhất nhưng mà vẫn phải hợp tác với nhau, không thể không được. Thế thì trong cái trường hợp đấy ý, thì người ta sẽ làm những cái blockchain là không phải là public, mà người ta chỉ là minh bạch đối với 42 cái tổ chức ấy thôi, chứ không phải là bất kỳ người nào cũng minh bạch, đúng không? Tức là làm sao là trong 42 cái ông này là ông ấy không gian lận được của nhau và ông ấy minh bạch với nhau. Tức là cái cộng đồng đấy, tôi chỉ có một cái cộng đồng nhỏ như vậy. Còn đối với người ngoài thì đương nhiên là không public, tại vì thông tin của khách hàng của ngân hàng không thể nào đưa public lên được. Thế cho nên là trong những cái tình huống như vậy, mà thực tế là nó sẽ rất nhiều tình huống như thế, là cái minh bạch nó chỉ đối với những cái đối tượng cần minh bạch thôi, và nó phải xác thực ở trong đấy. Tất nhiên nó cũng đòi hỏi là security cao, nhưng mà cái phạm vi và cái quy mô của nó sẽ khác biệt rất là lớn so với lại public blockchain. Thế cho nên là ở đây thì nó cũng dùng những cái cơ chế đồng thuận, mà thường thì nó sẽ đúng như là Hồng nói, nó sẽ không dùng proof of work, bởi vì nó một là tốn tài nguyên, thứ hai là nó lâu đấy, tức là nó mất thời gian. Thế mà trong khi đó những cái giao dịch ví dụ ngân hàng chúng ta phải cần hàng nghìn giao dịch một giây, chứ không thể nào là 7 giao dịch hay là 20 giao dịch một giây được. Thế nên nó phải hàng chục nghìn giao dịch một giây. Thế cho nên là nó sẽ dùng các cái thuật toán đồng thuận như là Elastic Time, rồi Byzantine, vân vân. Nó đòi hỏi nó có thể hỗ trợ được cái số lượng giao dịch lớn, và đồng thời nó vẫn đảm bảo được cái tính minh bạch ở trong một cái phạm vi cho trước đó. Dạ vâng, em cảm ơn thầy Tuấn và cảm ơn Hồng. Thì gần đây trong forum có cái tranh luận rất là sôi nổi với cả hàng trăm comment về cái tranh luận về proof of work hay proof of stake tốt hơn và cái nào sẽ được sử dụng nhiều hơn. Thì đó, thì thông qua thầy Tuấn và Hồng thì các bạn có thể thấy là chưa chắc cái tốt hơn đã là cái được sử dụng nhiều nhất, và cái vấn đề cái tính phù hợp mà để triển khai để sử dụng trong những cái ngữ cảnh khác nhau thì đó mới là điều quan trọng. Nên ngoài proof of work, proof of stake thì chúng ta có thể có những cái cơ chế đồng thuận khác sử dụng cho những mục đích khác nhau. Đó là lý do mà cơ hội để của các bạn dev và tech khi mà làm Rất nghiên cứu thì nhiều. chúng ta có thể đưa ra những cái thuật toán đồng thuận phù hợp cho từng cái ngữ cảnh khác nhau. Và thông qua cái thảo luận của thầy và cái bài giảng của Hồng, bởi vì Hồng có nói là proof of work thì rất khó để hack, để bẻ khóa đúng không ạ? Và thầy Tuấn cũng nói là proof of work thì cũng rất là an toàn. Thì có bạn là Phan Hưng hỏi như thế này ạ. Nếu máy tính lượng tử xuất hiện có khả năng cao tấn công được 51% đối với cơ chế proof of work, có thể có khả năng tấn công được 51% đối với proof of work hay không? Và nếu proof of work được cho là an toàn hơn proof of stake thì tại sao đa số các blockchain về sau đa phần sử dụng proof of stake? Đã, xin hỏi thầy Tuấn và ý kiến của thầy Tuấn và Hồng. Rồi, thứ nhất ấy là máy tính lượng tử hiện nay nó chỉ loanh quanh 72 qubit, thì nó cũng chưa thể có thể bẻ khóa được các cái nền tảng blockchain hiện nay. Và ấy, proof of work ấy là cái việc bẻ khóa proof of work, mà proof of work ở đây chính là bẻ khóa hàm băm SHA-256. Hiện nay Proof of Work đang sử dụng cái SHA-256, mà muốn bẻ cái đấy á, thì máy tính lượng tử nó không phát huy hiệu quả đối với cái bài toán đấy. Ở đây một cái mình phải nhớ rằng ấy, không phải là máy tính lượng tử là một cái máy tính vạn năng có thể là
giải quyết được tất cả các cái bài toán mà nó tốt hơn, mà nó chỉ phù hợp với một số các cái bài toán thôi. Đấy, hiện nay ấy, máy tính điện tử nó sẽ phát huy hiệu quả trong cái bài toán là bẻ khóa thuật toán RSA hoặc là bẻ khóa thuật toán của đường cong elliptic. Thì đối với hai cái thuật toán đấy, hay là bài toán logarit rời rạc, thì đối với những cái bài toán đấy thì cái thời gian tính toán nó có thể tăng lên theo hàm mũ. Đấy, thế cho nên là bản thân những cái thuật toán đấy nên nó là hàm mũ, mà bây giờ thời gian cũng giải theo hàm mũ thì coi như nó sẽ giải rất là nhanh. Thế nhưng mà đối với hàm băm ấy, thì máy tính điện tử nó chỉ tăng lên được gấp 2 lần thôi, chứ nó không phải là tăng theo hàm mũ. Thế cho nên ấy, nó không bẻ được hàm băm, tức là nó không bẻ được, tức là nó có nhanh hơn nhưng mà chỉ nhanh độ gấp đôi lần thôi, chứ không phải là cấp theo kiểu hàm mũ cấp số nhân như là cái bài toán RSA hoặc là elliptic. Thì đối với những cái bài toán elliptic ấy, hoặc là chữ ký số, mà nói đây là chữ ký số, thì nó có thể bẻ được. Và nếu mà có bẻ thì nó sẽ bẻ là cái gì, trong cái tình huống là gì, là khi mà có biết được cái địa chỉ public key thì có thể tìm ra được private key. Đấy, thì đấy là cái mà nó có thể tìm được, có thể bẻ được cái chỗ đấy. Chứ còn bẻ mà hàm băm thì nó không hiệu quả. Thì đấy là cái, và để mà bẻ khóa được RSA mà 2048 bit hay là 4096 bit ấy, thì nó phải cần 1500 qubit. Đúng. Thì còn rất là lâu mới có thể đạt cái công suất của máy tính lượng tử như thế. Còn về thứ hai ấy, là tại sao người ta vẫn chuyển sang Proof of Stake? Xu thế, ví dụ như Ethereum nó sẽ có cái xu thế chuyển sang Proof of Stake, thì bởi vì cũng một phần là Proof of Work nó tốn nhiều năng lượng quá, tốn quá nhiều năng lượng. Thế và người ta muốn là giảm cái điều đấy, giảm cái nguồn năng lượng đi, thì nó phải chịu một cái, tức là mình phải trade off, hay là mình phải được cái này phải mất cái kia, tức là phải chấp nhận cái là trong an toàn thông tin ấy, thì nó có mấy cái. Thứ nhất là nó có cái tam giác an toàn thông tin, giá và cái tính tiện ích. Thế còn ở trong blockchain thì chúng ta cũng có cái tam giác là độ phi tập trung, thứ hai là cái khả năng scale đấy, và thứ ba là gì ta vừa quên, phí giao dịch hay là đấy, tức là nó cũng phải, mình phải cân nhắc là được cái này thì mất cái kia thôi. Đấy là cái bài toán gọi là chất off, chứ mình không thể cầu toàn được. Mời Hồng. Thì về cái quantum computer em cũng không có nghiên cứu nhiều nên em cũng không có nhận định nào chính xác được. Nhưng mà theo em đọc một số cái bài báo thì cũng có nhiều lo ngại, đó là hiện tại thì chưa, nhưng mà về tương lai lâu dài thì có khả năng là computing, tức là quantum computing nó cũng sẽ ảnh hưởng đến cái độ an toàn của mạng blockchain hiện tại. Và em thấy ví dụ trong quá trình mà nhóm Mobi họ đưa ra cái chuẩn cho mạng blockchain để sử dụng trong gọi là automatic card đó, thì họ cũng có cân nhắc về cái vấn đề là liệu trong tương lai mà quantum computer liệu nó có thể, tức là họ cân nhắc để làm sao để tránh bị ảnh hưởng bởi cái quantum computer đấy, cái sự hiện diện của quantum computer nó ảnh hưởng như thế nào đến cái độ an toàn của mạng blockchain á. Thì em thấy em cũng đồng ý với ý kiến của thầy Tuấn, tức là hiện tại cái vấn đề quantum computer nó là một vấn đề, và blockchain thì nó không phải chỉ có vấn đề đó,
hiện tại blockchain nó chưa có hoàn thiện và còn rất là nhiều vấn đề, rất rất là nhiều lo ngại, nên rất là nhiều lo ngại để mà ứng dụng vào thực tế. Và ví dụ như ngoài cái vấn đề đó ra thì còn có cái vấn đề liên quan đến dữ liệu chẳng hạn. Ví dụ như hiện tại cái dữ liệu trong blockchain là mình không có xóa được, thì về lâu dài thì đến lúc một lúc nào đó cái blockchain, cái ledger nó sẽ cực kỳ lớn, thì lúc đó sẽ lưu trữ nó như thế nào, cái thời gian để download nó như thế nào, rất là nhiều vấn đề trong đó. Rồi những cái thông tin mà để mà khi mà đưa lên mạng blockchain thì mình cũng phải mã hóa trước, tại vì thông tin đưa lên blockchain nhưng mà tất cả mọi người đều có thể xem được thông tin đó, nhưng không phải ai cũng hiểu được cái information phía sau cái thông tin đó. Thì do đó cái người chủ của thông tin họ cần phải mã hóa cái thông tin đó chẳng hạn. Thì mã hóa, khi mà quá trình mã hóa thì họ phải sử dụng một cái key, và cái key đó liệu với sự phát triển của quantum computer, ví dụ quantum computer có thể là không có hack được cái mạng blockchain, nhưng mà có thể hack được cái khóa do key, cái key mà mã hóa cái thông tin ở trong cái ledger đó chẳng hạn. Thì đó là một vấn đề mình cũng lo ngại. Đúng rồi, dạ, thì rất là cảm ơn thầy Tuấn và Hồng đã chia sẻ như vậy. Như vậy là ở thời điểm hiện tại là chúng ta chưa cần lo về quantum, đúng không ạ? Nhưng mà trong tương lai khi mà quantum phát triển thì cũng có những cái nguy cơ về là quantum có khả năng bẻ khóa được bằng cách là dò ra private key. Nhưng mà các bạn cũng biết ạ, là nghiên cứu thì luôn luôn phát triển. Các công nghệ về quantum đang được phát triển rất là mạnh, và bên security thì chúng ta cũng có những cơ chế để chống quantum cũng đang phát triển rất là mạnh, đúng không thầy Tuấn ạ? Chẳng hạn như chúng ta sẽ có những cái cách như là quantum key distribution hoặc là leap data protection chẳng hạn, đúng không ạ? Thầy có thể chia sẻ một chút về các cái công nghệ chống quantum để mọi người có thể yên tâm hơn không ạ? Thực ra thì về cái công nghệ về máy tính lượng tử ấy, thì và cái lo ngại cái việc bẻ khóa trong cái thuật toán về LSA hoặc elliptic ấy, thì đã nó từ năm 1994 cơ. Thế cho nên là không phải là mới gần đây, mà từ năm 1994 là Peter Shor là một tác giả đã đề xuất một cái thuật toán mà có thể bẻ khóa được cái thuật toán về hệ mật bất đối xứng đấy. Thế cho nên là từ đấy là ở giới mật mã, nghiên cứu mật mã thì họ vẫn luôn luôn tìm kiếm các cái thuật toán để có thể gọi là kháng lượng tử. Đấy, gọi là post quantum cryptography. Có rất nhiều các cái giải pháp và các thuật toán. Để có thể hiện tại thì người ta chưa ứng dụng thôi, bởi vì nó chưa có nguy cơ nó hiện hữu. Những cái thuật toán cổ điển nó vẫn phát huy được thì người ta vẫn chưa chuyển sang. Nhưng mà nếu mà giả sử bây giờ có máy tính lượng tử, tất nhiên là trong độ 3 năm trở lại đây thì các cái nghiên cứu về máy tính lượng tử rất là nhiều. Các nước, các cái cường quốc như là Mỹ, Nga, Nhật, vân vân, thì đều Trung Quốc đều là đầu tư rất là lớn vào cái máy tính lượng tử. Thế giả sử mà nó trong 1-2 năm tới mà nó có ra thì cũng không phải là quá đáng lo ngại, vì lúc đấy chúng ta có thể update lại cái thuật toán của blockchain thôi. Ví dụ như là thay đổi chữ ký số, ví dụ như là Bitcoin tháng 11 này sẽ thay đổi thuật toán ký số từ SDSA sang SC-SNOR như thế. Mình có thể thay đổi tương tự như vậy, mình có thể thay đổi thuật toán ký số để nó có thể kháng lượng tử. Đấy, thế còn cái việc mà bẻ khóa về private key ấy, thì cũng không phải là khó để mà bảo vệ nó. Có thể là thông qua một cái hàm băm chẳng hạn, thì nó cũng sẽ an toàn hơn. Thì đấy để nói lên là cũng không phải đáng lo ngại. Nếu mà có những cái nguy cơ xảy ra thì hoàn toàn có thể update lại các cái thuật toán để cho nó an toàn. Dạ vâng, đúng rồi, em cảm ơn thầy ạ. Như các bạn đã biết là công nghệ thì luôn phát triển, có công nghệ quantum thì sẽ có công nghệ để chống lại cái vấn đề bảo mật trong quantum. Vì nếu mà quantum có thể hack được tất cả mọi thứ thì cái internet này rất là khó hoạt động, đúng không ạ? Nên các bạn yên tâm là các công nghệ sẽ luôn phát triển song hành. Và xin cảm ơn thầy và bạn Hồng. Em đã hỏi rất là nhiều rồi mà rất nhiều các bạn muốn giơ tay hỏi, thì
Xin mời bạn Mạnh Vũ có thể đặt câu hỏi cho panel ạ. Bạn Mạnh Vũ giơ tay có thể mở mic ạ. Hoặc là chuyển sang bạn bạn Cao Nguyên. Có bạn Cao Nguyên, bạn Cao Nguyên có thể mở mic lên được không? Ok, rất nhiều câu hỏi. Ok, xin mời bạn Cao Nguyên có thể đặt câu hỏi. Xin chào Thạch, xin chào thầy Tuấn và xin chào Hồng. Thì mình vừa thực ra là mình không định đặt câu hỏi mà mình vừa nghe thầy Tuấn và Hồng nói về cái chuyện bảo mật giữa gọi là proof of work và proof of stake. Thì mọi người ở đây đều đồng ý là proof of work thì nó tốt hơn. Thì mình muốn mang đến một cái nhìn khác. Thì có thể là mình sẽ nói qua cái ý kiến của mình được không ạ? Hay là mình bây giờ mình chuyển sang phần câu hỏi. Anh nói ý kiến của anh tất nhiên. Thực ra thì mình không nghĩ rằng là cái proof of work là bảo mật đâu. Mọi người phải hiểu là cái sự bảo mật của nó xuất phát, tức là bảo mật thì mọi người phải, tức là cái mục đích của cái người hack của hệ thống là gì, thì proof of work thực ra là không phải là bảo mật. Thời điểm hiện tại thì cái mạng Bitcoin nó bảo mật là đúng, nhưng mà mọi người hình dung lại cái thời kỳ bắt đầu ấy, khi mà bắt đầu cái mạng bắt đầu hình thành thì số lượng nốt rất là ít, cái số lượng các cái giải cái bài toán để mà tức là cái thời điểm bấy giờ cái độ khó của cái việc mà xây dựng mỗi khối nó không lớn đấy. Thế thành ra là gì, mình luôn có một cái điểm nhược điểm của cái proof of work hay proof of stake là 51%, chỉ đối với proof of work là 51% cái sức mạnh tính toán, còn đối với proof of stake thì nó là 51% cái lượng stake cái người chủ họ giữ. Thì đối với cả hai cái mạng này thì nó đều không bảo mật. Cái việc nó mang đến bảo mật ấy, là cái việc mà cái động lực gì để người ta phá vỡ cái sự bảo mật đấy. Bây giờ tưởng tượng như bây giờ mà ví dụ như Hồng chẳng hạn mà xây dựng một cái mạng của riêng mình đúng không, mà bây giờ dùng cái thuật toán là proof of work và Hồng có thể claim rằng nó là bảo mật không? Hoàn toàn không bảo mật. Nếu mà bây giờ mình đẩy một cái lượng sức mạnh tính toán đột ngột vào thì nó hoàn toàn có thể phá vỡ. Cái người mà họ có thể nắm hơn được những cái mạng mà ban đầu mà mình xây dựng nhỏ thì họ hoàn toàn có thể thay đổi được. Và cái double spending là cái vấn đề của cái việc đấy. Thì tương tự với proof of stake nó cũng gặp vấn đề đấy. Tuy nhiên ấy, đấy là về mặt lý thuyết nó không bảo mật, nhưng về mặt thực tế nó rất bảo mật. Bởi vì sao? Bởi vì những cái người mà họ tạo ra cái mạng Bitcoin đấy, họ tạo ra cái mạng proof of stake đấy, nếu mà họ đã có sức mạnh 51% ấy, thì họ chính là cái người mà họ gắn cái quyền lợi với cái mạng đấy. Nên họ sẽ không đời nào để họ hack vào cái hệ thống đấy làm gì cả. Và họ sẽ là người bảo vệ hệ thống đấy vững vàng. Thì tương tự với proof of stake, những cái người mà họ nắm các cái cổ phần mà rất là lớn ấy, thì đấy là cái mạng đấy chính là quyền lợi của họ. Và họ sẽ không bao giờ họ đi họ hack cái hệ thống đấy. Đấy. Chứ vấn đề là cái sự bảo mật đấy nó không nằm đến cái việc mà proof of work. Mặc dù là mình lý thuyết mọi người có thể nói rằng là mọi người tìm cái hàm hash rất là khó. Thực ra khó hay không định nghĩa một cái độ khó. Đúng không ạ? Vậy nó phụ thuộc cái độ lớn của mạng mình. Thực ra là gần đây mọi người có thể thấy là rất là nhiều những cái mạng mà có thể bắt chiếc cái mạng Bitcoin. Nhưng mà nó không thể nào nó lớn được. Bởi vì sao? Bởi vì sức mạnh tính toán họ đã dồn vào cái mạng Bitcoin rồi. Đấy. Thì tương tự với cái mạng proof of stake cũng vậy thôi. Thực tế ra ấy, ban đầu ấy, là những cái người mà họ tạo ra cái mạng ban đầu, họ là những người họ gắn quyền lợi ở đây. Đến khi mà giá trị của cái mạng đấy, giá trị của stake đấy nó trở lên rất là lớn rồi, thì việc sở hữu quá bán cái stake đấy lại cực kỳ khó. Nó cũng khó ngang không kém gì cái mạng Bitcoin mà mình có muốn xây dựng cái hệ thống tính toán mà lớn như vậy cả. Đúng không? Ví dụ bây giờ một cái mạng proof of stake mà bây giờ mà cái giá trị thị trường của nó lên ví dụ như là hàng nghìn tỷ đô la chẳng hạn, đúng không? Thì dễ gì có ai đấy được mà nhảy vào đấy để mà hack cái hệ thống đấy.
Đấy thì đấy là một cái khía cạnh mà mình muốn muốn trình bày, tức là mọi người đang tập trung quá vào cái vấn đề kỹ thuật mà vấn đề thực tế của nó là cái động lực để một ai đấy họ hack vào hệ thống. Và họ về mặt thực tế thì rất là khó, về mặt thực Dạ tế rất là vâng. khó, bởi vì cái những người mà họ họ muốn phá cái hệ thống đấy, họ không có quyền lợi, họ không có được cái gì cả nên họ sẽ không làm. Dạ, em cảm ơn anh Cao Nguyên đã chia sẻ. Thầy Tuấn và Hồng có comment gì không ạ? Theo mình ấy, thực ra là cái việc mà gọi là an toàn hay không ấy thì nó phải có những cái tiêu chí để đánh giá như nào là an toàn. Thế còn ấy, an toàn thì một cái có thể khẳng định là không có hệ thống nào là an toàn tuyệt đối đấy, và nó chỉ là an toàn theo cái thực tế thôi. Ví dụ như thực tế, ví dụ như là nó được là an toàn bởi vì hiện nay nó chưa có thuật toán nào để mà phá vỡ cái thuật toán đấy. Tức là nó phải đều là phải dựa theo thực tế cả. Chứ có thể khẳng định là chưa có một cái hệ thống nào gọi là an toàn tuyệt đối. Và an toàn nó phải là tùy theo ngữ cảnh thực tế. Ví dụ như là năm bây giờ độ dài của RSA là 2048 bit thì coi là an toàn. Thế nhưng mà sang 10 năm nữa thì cái đấy lại không an toàn nữa. Thế còn cách đây 10 năm thì 1024 cũng có thể coi là an toàn. Tức là nó là theo cái thực tế, và cái đấy nó cũng đều chỉ là mang tính tương đối. Thì đấy, cái thứ nhất là mình có thể nói là không có một hệ thống nào gọi là an toàn. Nó chỉ an toàn theo cái nghĩa là ở trong cái hiện tại hiện nay nó được coi là an toàn bởi vì nó chưa phá được, nó chưa có thuật toán phá, chưa có những cái hệ thống lớn để phá thì vẫn coi là an toàn thôi. Thì đấy là cái mà gọi là chia sẻ. Cái thứ hai ấy, cái điều mà nó rất là hay ở cái blockchain ấy, mà nó là từ cái triết lý của blockchain ấy, đấy là một cái hệ thống nó tự cân bằng, nó tự phát triển, nó không phải phụ thuộc vào con người. Cái ý tưởng mà đầu tiên của ông Satoshi Nakamoto, mà cái thời đấy là cái thời mà cũng là khủng hoảng kinh tế thế giới, rất là nhiều tiêu cực, rất nhiều cái hệ thống ngân hàng, bản thân trong hệ thống ngân hàng cũng có tiêu cực. Thế cho nên là mà con người ấy, thì nó có hai cái đặc tính, một mà nó liên quan đến hệ thống ấy. Một là có thể dễ bị nhầm lẫn. Đấy, chúng ta không thể nào lúc nào cũng chính xác, không thể nào đúng được. Cái việc nhầm lẫn là rất hay xảy ra. Cái thứ hai ấy, là con người mà khi không bị kiểm soát ấy thì rất dễ tiêu cực. Đấy. Tức là mình làm những cái điều mà không ai biết chẳng hạn, không ai kiểm soát ấy, thì bây giờ đằng nào cũng không ai biết thì tại sao thì không làm. Đấy là cái mà đấy là không phải tôi, không phải là nói tôi hay là mới cụ thể ai, nhưng mà đấy là một cái xu thế chung đấy, tức là con người dễ tiêu cực và con người dễ nhầm lẫn. Thế cho nên mà một cái hệ thống mà bị phụ thuộc vào con người ấy, thì rất dễ xảy ra hai cái điều đấy. Mà ngày nay chúng ta hiện nay là đang bị phụ thuộc, gần như các hệ thống là đều bị phụ thuộc vào con người. Ví dụ như là một cái hệ thống thì chúng ta có admin. Admin là có toàn quyền trong hệ thống. Họ có thể là điều chỉnh, thay đổi, sửa phần mềm, sửa dữ liệu, không ai biết cả. Và hiện nay chúng ta đang đang phụ thuộc vào họ. Đấy. Thế thì cái blockchain nó được sinh ra trên một cái tư tưởng là hạn chế tối đa cái sự can thiệp của con người. Nó sẽ tự động cân bằng. Ví dụ như là Bitcoin chẳng hạn. Nếu như mà người ta không thấy lợi thì người ta sẽ rút, người ta không đào nữa. Đấy, thế thì khi mà ít người đào ấy thì cái độ khó nó sẽ tự động giảm đi. Và lúc đấy người khác, người ta theo dõi, người ta thấy à bây giờ đào đã có lãi rồi thì lại lại xông vào đào. Đấy, tức là nó là cái hệ thống dựa trên cái incentive, tức là nó tự cân bằng bằng cái lợi ích. Thế cho nên là ngay cái ý của anh Cao Nguyên à vừa rồi ấy, là cũng là cái ý là nó phải tự cân bằng. Anh phải cân nhắc cái hành vi của mình để làm sao mà nó có lợi. Đấy là cái yếu tố mà nó làm cho hệ thống nó
vẫn duy trì phát triển. Tức là nếu mà anh cảm thấy có lợi thì anh chơi, mà nếu anh cố tình phá hỏng thì mà nó lại có hại cho anh thì anh phải hạn chế thôi, chứ anh không thể tự giết mình được. Thì đấy cũng là một cái nguyên lý của blockchain, và cái đấy là cái tinh thần ban đầu ấy, là hệ thống nó phải tự vận hành, nó không phụ thuộc vào một cái tổ chức nào kiểm soát cả, nó phải vận hành một cách là tự động, không phụ thuộc vào ý chí của ai cả. Đấy, thì đấy là cũng gọi là chia sẻ thêm cái tư tưởng của blockchain là như vậy. Dạ, em rất cảm ơn thầy Tuấn. Thì như em cũng chia sẻ với các bạn rất là nhiều trong forum, bởi vì khi các bạn tranh luận thường rất là gay gắt, nhưng mà em muốn các bạn, khi mà các bạn tranh luận rất là vui vẻ, bởi vì em có chia sẻ với các bạn đó là công nghệ thì luôn phát triển, có nghĩa là mọi thứ ở chỉ mức tương đối và không có tuyệt đối, có nghĩa là chúng ta nói về an toàn, chúng ta nói về kinh tế thì chúng ta phải nói trong cái ngữ cảnh nào, chẳng hạn như Bitcoin thì rất là an toàn và ở trong cái ngữ cảnh hiện tại, đúng không ạ? Và sau này khi công nghệ phát triển thì chúng ta không dám khẳng định, đúng không? Cái thứ hai nữa là trong cái webinar đầu tiên thì em có chia sẻ là về cái tính an toàn của cái hệ thống blockchain, thì nó dựa, chúng ta sẽ có yếu tố về sử dụng hash, đúng không ạ? Chúng ta sử dụng về đồng thuận, và chúng ta còn những yếu tố khác, chẳng hạn như độ phân tán của mạng. Và cái độ phân tán của một mạng thì nó sẽ phát triển theo thời gian, chứ nó không thể là khi mình xây dựng ra có một nốt là chúng ta có thể nói về cái tính an toàn ngay được. Anh Cao Nguyên ạ, nên là cái tính về phân tán của mạng nữa cũng là một trong những yếu tố an toàn. Nhưng mà bởi vì mọi người nói về proof of work và proof of stake, đây có nghĩa là khi mà chúng ta so sánh ở hai ngữ cảnh giống hệt nhau đó, nên chứ không phải là chỉ so sánh chỉ có proof of work một nốt, một mạng blockchain sử dụng proof of work và một mạng blockchain sử dụng proof of stake với một nốt chẳng hạn mới ban đầu xảy ra đó, nó còn phụ thuộc rất là nhiều yếu tố. Không có comment gì không? Dạ, thì em thì ngắn gọn thôi, tức là được thì em thấy em cũng đồng ý với ý kiến của anh Cao Nguyên, thì qua đó cũng thấy được là mình cũng có thiếu sót khi mà mình giải thích ý. Tại vì trong quá trình giải thích ý, thì em mặc định là mạng proof of work hay là proof of stake là nói, khi mình nói đến đề cập vấn đề security, tức là mặc định là mạng đã hoạt động ổn định rồi, ổn định rồi, nên là cái việc hack hệ thống là nó sẽ không còn dễ nữa. Thì trong trường hợp đó thì proof of work tất nhiên là nó sẽ high secure hơn proof of stake. Còn trong trường hợp mà mạng phát triển chưa ổn định, với số lượng miner còn hạn chế, một số lượng miner hạn chế, số lượng user hạn chế mà dễ bị điều khiển, thì trong quá trình đó thường mạng sẽ được điều khiển bởi không phải proof of work hay proof of stake, mà sẽ được điều khiển bởi cái người phát hành hệ thống đó, thì authority thì đừng phải để mọi người phát hành hệ thống đó. Còn khi mà mạng phát triển ổn định rồi ấy, thì proof of work thì trên lý thuyết là nó an toàn hơn nhiều. Còn proof of stake như này mình cũng phân tích nhiều và thầy Tuấn cũng nói nhiều, đó là phụ thuộc quá nhiều vào cái tài nguyên, tức là cái holder của người dùng đấy. Và thêm một điểm nữa là không phải tất cả các cái account mà có coin là họ đều tham gia vào validator vào một cái thời khắc nào đó thôi. Ví dụ như những cái người có thể họ rất là giàu, họ muốn giữ hệ thống, nhưng mà thời khắc nào đó ví dụ họ sơ sẩy, họ không có làm validator, và cái thời khắc đó vô tình có rất là nhiều những cái validator là hacker chẳng hạn, thì thời khắc đó dù họ không phải là chiếm ưu thế trong cái số lượng coin họ giữ, nhưng họ vẫn có khả năng hack cái hệ thống lỡ chỗ đó. Tại vì thực tế đối với proof of stake không phải tất cả mọi người đều tham gia với tư cách là validator đâu, mà họ có thể là họ có coin nhưng mà họ không muốn đầu tư, họ không muốn validator theo kiểu đó. Rồi, cảm ơn Hồng rất là nhiều. Nói chung là khi mà chúng ta thảo luận là chúng ta thấy vấn đề nó rõ ràng hơn rất là nhiều. Cảm ơn Cao Nguyên đã đặt câu hỏi. Tiếp theo xin mời bạn Hào Lê. Bạn Hào Lê có thể mở mic để đặt câu hỏi ạ. Alo. Dạ. Dạ, mình có một cái câu hỏi là lúc nãy trong cái slide mình thấy là lúc đầu là nó cái blockchain, cái chain là cái chain dài nhất để được chọn. Vậy thì cái câu hỏi của mình là nó có rất nhiều cái brand như vậy, thì khi mà mình lỡ không may mình đầu tư, mình tính toán mà mình tính toán thêm một cái chain ngắn hơn thì cái chain dài hơn nó được chọn, vậy thì cái kết quả mình tính toán ở cái chain ngắn hơn đấy nó có được công nhận hay không? Và một câu hỏi thêm một câu hỏi nữa
là ví dụ khi ở trong trong section bool lúc nãy á, thì mình cũng lấy ra một cái block để mình mai, người khác người ta cũng lấy được một cái block, cũng lấy được cái block đó họ mai, nhưng mà bởi có một lẽ là cái sức mạnh tính toán của mình nó ít hơn sức mạnh của tính toán của người ta. Vậy thì khi mà người ta dùng sức mạnh tính toán, người ta mai cái block đó ra trước mình và mình chưa mai ra kết quả, vậy thì mình đầu tư sức mạnh tính toán mà mình chưa mai được mà người ta đã mai rồi, thì vậy thì mình sẽ mất cái chi phí để mình tính toán hay sao? Cái này để em trả lời cho anh Thành ha. Thì vấn đề thứ nhất bạn hỏi đó là liệu cả cái miner họ mai tạo thành công trên những cái trend mà ngắn hơn không được accept ấy, thì tất nhiên họ sẽ không nhận được phần thưởng ở trên đó. Tại phần thưởng chỉ trả cho những cái block mà thuộc vào cái trend dài nhất mà được nói chung hệ thống chấp nhận thôi. Thì như thế. Còn câu thứ hai đó là tức là cái nguồn lực của mình yếu hơn thì đương nhiên là mình sẽ luôn đi sau người khác. Ý như vậy, ý bạn nói như vậy đúng không? Và mình sẽ luôn đi sau người khác và mình sẽ không nhận được điều gì. Thì trong quá trình mình giải thích, mình cũng đã gọi là pass qua một cái slide là nêu một cái đặc tính của cái hàm mà cryptography hash function đó, là cái hàm mà để tính các cái hàm hash đó. Là cái hàm đó nó có cái tính chất là pseudo random, tức là nó gần như là random. Tức là cái việc mà bạn tính ra cái giá trị hash mà nhỏ hơn cái giá trị target đó, nó là một cái dạng máy rủi. Nó tại vì cái giá trị tính toán ra là nó gần như là random. Nên có thể là nên có những cái trường hợp mà bạn bắt đầu tính ra cái, ví dụ ra cái giá trị valid là nhỏ hơn target và bạn tìm ra được cái valid block luôn. Nhưng cũng có những cái trường hợp bạn tính rất là lâu vẫn chưa tìm ra được cái valid hash. Do đó, tức là cái việc tìm ra cái giá trị hash nó cũng mang tính ngẫu nhiên. Nhưng mà xét về cái gọi là cái tính trung bình á, thì người nào mà có nhiều tài nguyên hơn thì sẽ tính trung bình là vẫn cái xác suất mà tìm ra được nhiều cái valid hash thì nó sẽ cao hơn so với người có ít tài nguyên hơn. Nhưng mà cũng không có nghĩa là người có ít tài nguyên sẽ luôn luôn không thể nào tìm ra được cái valid hash. Đó là mình trả lời như thế. Ở đây thì mình bổ sung thêm ấy, cái ý là thứ nhất ấy là một cái giao dịch khi mà nó một cái block đào thành công ấy, thì cái giao dịch đấy, giao dịch nằm trong block ấy, người ta thông thường ấy, nhất là những đối với cái giao dịch mà mệnh giá lớn thì người ta vẫn chưa phải là công nhận ngay đấy. Ví dụ như Bitcoin thường là phải 6 block sau thì cái giao dịch bắt đầu ấy thì người ta mới công nhận, tức là nó phải qua 6 cái block rồi. Thế cho nên là cái xác suất mà để 6 cái block, tức là khi mà có cái sự rẽ nhánh ấy, tức là ví dụ như là giả sử có hai người đào thành công cùng lúc và như vậy thì hai người đấy đều hợp lệ và hai người đấy đều nối vào cái block cuối cùng và như vậy thì nó sẽ rẽ nhánh là hai cái thành hai nhánh và hai nhánh đấy đều hợp lệ đấy. Bởi vì kiểm tra cái giá trị băm đều nhỏ hơn cái giá trị độ khó. Thế thì những cái người đào sau ấy, người ta đều có thể là nối vào một trong hai nhánh đấy. Đấy, đều hợp lệ hết. Bởi vì nó đều đồng thuận. Và nhưng có một cái điều là xác suất để 6 cái block cùng một thời điểm mà tức là đầu tiên là hai cái giống nhau, hai cái cùng một thời điểm, xong tiếp theo lại hai cái tiếp theo lại cùng một thời điểm nữa để mà đã tạo thành một cái nhánh gồm có hai block, xong lại tiếp theo là hai nhánh lại ba block mà cùng một thời điểm như thế, xác suất rất là thấp. Cho nên thông thường ấy là 6 block là cái xác suất nó đã là rất thấp rồi, cho nên cái khả năng mà gọi là bị rollback ấy thì nó sẽ thấp hơn rất nhiều. Thế còn đối với những người đào ấy
Ví dụ như tôi đã đào thành công một cái block rồi, đúng không? Đấy, thì như cái bạn vừa rồi bạn hỏi ấy, thì có thể là bạn được thưởng, nhưng trên thực tế cái người đào thành công block đấy người ta không được thưởng ngay, mà đến tận 100 block sau thì người ta mới được thưởng cái block đấy. Đấy, bởi vì nó có hoàn toàn, nó có thể là nằm rơi vào cái nhánh bị nhánh nó nhỏ hơn ấy, nhánh ngắn hơn ấy, thì khi nhánh ngắn hơn thì nó sẽ được không được công nhận. Bởi vì thế cho nên là những người đào ấy, người ta đào thành công nhưng người ta không phải là được nhận tiền ngay, mà nó phải là sau cỡ 100 block sau thì nó mới được công nhận. Tức có nghĩa là không phải là mình đào được được thưởng, thế sau đấy cái nhánh đấy bị hủy thì không ai sẽ lấy được cái tiền đấy đấy ngược lại nữa. Thế cho nên là để đảm bảo ấy, thông thường là ở các cái mining pool nó phải 100 block sau thì mới được được hưởng cái giá trị đấy. Thì đấy là mình chia sẻ thêm. Thế còn thực tế ấy, là ở những cái giao dịch mà nằm trong cái block ở nhánh ngắn ấy, thì trước đây nó đã được xác thực. Đấy, nhưng mà khi mà nó bị hủy do là nó ngắn hơn một cái nhánh khác, thì toàn bộ cái giao dịch đã được xác thực thì bây giờ rollback ngược trở lại thành là không xác thực. Đấy. Thế chính vì thế cho nên nó thường nó phải để ra là khoảng 6 block để cho nó an toàn. Và đối với những cái ví dụ như cái giao dịch mà có mệnh giá lớn ấy, ví dụ như là mua một cái nhà hàng triệu đô chẳng hạn, thì hai bên họ có thể là thống nhất với nhau phải 10 block hoặc là nhiều hơn nữa. Tức là khi giao dịch nó phải sau bao nhiêu block đấy thì người ta mới thực sự là trao cái giá trị. Tại vì nó hoàn toàn có thể là bị rollback, tức là bị đã được xác thực nhưng lại bị trở thành là không được xác thực. Đấy, mình chia sẻ thêm cái gọi là phân nhánh. Cảm ơn thầy Tuấn, em thấy em cũng hiểu rõ hơn. Dạ tuyệt vời, dạ cảm ơn thầy Tuấn với Hồng cùng câu hỏi của bạn. Tiếp theo xin mời bạn Trần Hoàng Quân, bạn có câu hỏi đúng không ạ? Bạn có thể mở mic. Dạ vâng, cho em cảm ơn thời gian của thầy Tuấn với lại là hai tiến sĩ Thành với Hồng nhiều ạ. Câu hỏi của em là nãy có thầy có chia sẻ về cách thầy dùng cái Hyperledger để mà ứng dụng vô trong cái mấy cái dự án ngoài đời thực của thầy rồi á, thì em cũng đang làm một cái muốn làm một cái như vậy, thì thầy có thể cho em biết là lý do gì mà thầy chọn cái Hyperledger thay vì cái public network, ngoài cái vấn đề là chi phí ra, tại vì cái public network thì nó tốn cho transaction này kia, thì thầy có thể chia sẻ cái thông tin đó. Cảm ơn thầy. Rồi, thứ nhất ấy, nãy mình đã chia sẻ sơ qua ấy. Thứ nhất là cái số lượng giao dịch trên dây của các cái public blockchain nó rất là hạn chế. Đấy. Cái thứ hai ấy, là những cái smart contract ở trên các nền tảng như là Ethereum bằng ngôn ngữ Solidity thì nó cũng là một cái ngôn ngữ rất là hạn chế. Và thứ hai là cái dung lượng của những cái smart contract đấy nó cũng bị giới hạn. Cho nên là đối với những cái bài toán mà nghiệp vụ thực tế ở enterprise thì các cái ngôn ngữ đấy nó không giải quyết được. Những cái bài toán mà nó logic nó rất là phức tạp thì mình không thể triển khai lên smart contract mà ở dạng Ethereum được. Những cái bài toán đơn giản thì có thể được, nhưng mà những cái bài toán mà nó khá là phức tạp thì nói chung là nó rất là hạn chế. Thế cho nên là ở Hyperledger ấy, thì cái smart contract ấy, mà trong Hyperledger thì nó không gọi là smart contract, nó gọi là chain code. Mà chain code thì có thể viết bằng cái ngôn ngữ phổ thông, ví dụ như là Java, như là Golang. Đấy là những cái ngôn ngữ rất là mạnh, nó có thể giải quyết được rất nhiều bài toán trên thực tế. Thế còn bên Solidity thì nó rất là hạn chế. Ngay như là dấu phẩy động nó còn không có, toàn là số nguyên thôi. Đấy, chẳng hạn như thế. Rồi các cái hàm của nó cũng rất là hạn chế.
thì đối với những cái bài toán phức tạp thì không không rất khó làm đấy, thì đấy cũng là một cái lý do mà chọn cái nền tảng Hyperledger thay vì là public blockchain. Cảm ơn thầy Tuấn, cảm ơn bạn Hoàng Quân. Thì trong forum của chúng ta là trong Discord chúng ta cũng có nhóm về dev về Hyperledger, thì anh Quân có thể tham gia và cùng mọi người học về Hyperledger. Tiếp theo xin mời bạn Tuấn có thể đặt câu hỏi ạ. Alo, em muốn đặt có hai câu hỏi ạ. Câu hỏi thứ nhất đó là các cái data mà lưu trong một mạng blockchain đó, thì phải những người dùng chung cái mạng blockchain đó thì mới có thể truy xuất được. Nhưng mà hiện nay thì có rất là nhiều những cái mạng blockchain khác nhau, thì đây có phải là một cái vấn đề đối với cái công nghệ blockchain hiện tại luôn không ạ? Và nó có cái hướng giải quyết nào ở hiện tại và tương lai chưa ạ? Tức là ý bạn là ở mạng blockchain này có thể truy cập vào blockchain khác đúng không? Dạ đúng rồi. Thực ra là hiện nay nó có rất nhiều các cái nền tảng mà nó có thể là tức là có thể là liên kết với nhau, có thể trao đổi với nhau. Đấy, cũng như là Polkadot chẳng hạn. Rất là nhiều các nền tảng mà nó có thể, nó cũng giống như là một cái router ở trên mạng Internet ấy. Tức là nó có thể chuyển từ giao thức này sang giao thức khác. Đấy, thì hiện nay là khá là nhiều các cái nền tảng mà nó cho phép và trao đổi cái giá trị ở cái nền tảng này sang cái nền tảng khác. Đấy. Rồi là có thể swap những cái, mình có thể đổi tiền từ cái mạng này sang mạng tiền khác, thì hiện nay các cái sàn giao dịch phi tập trung nó phát triển rất là mạnh và nó có thể trao đổi cross chain đó thầy ha, cross chain. Dạ. Thì đó cũng là một cái xu hướng trong tương lai đó, có cái là mạng tương tác giữa các cái mạng blockchain với nhau. Và ở Việt Nam chúng ta cũng có những cái startup để giải quyết về cái vấn đề như thầy nói, là nghĩa là swap giữa các chain với nhau. Cyber network chẳng hạn. Dạ. Dạ. Dạ thì em cũng thấy cái vấn đề này người ta cũng nêu lên cũng thời gian cách đây lâu rồi. Thì hiện tại cũng có nhiều nghiên cứu họ cũng đưa ra những cái giải pháp để kết nối nhiều cái chain khác nhau lại trong cùng một hệ thống. Và như lúc nãy cái slide của mình cũng có giới thiệu đó, tức là nền tảng Substrate, mà một cái ví dụ thành công của nó là Polkadot, là cũng tạo ra một cái platform để kết nối các cái gọi là multi-chain lại với nhau trong cùng một cái hệ thống đó chẳng hạn. Rất là tuyệt vời. Mình đang đọc comment của các bạn thì mọi người có lẽ là rất là fan của thầy Tuấn với cả của Hồng rất là lớn rồi, nên là mọi người rất là vui. Nhân Hồng nói về Polkadot, hay là mình có thể làm một buổi khác về consensus trên Polkadot không Hồng nhỉ? Thấy các bạn dạ. Rất là hứng thú. Dạ thì cũng chắc cũng để thời gian chứ. Đúng rồi. Dạ. Đúng rồi, ý là có thời gian, bởi vì hiện tại là webinar của nhóm đã sắp xếp tới tuần thứ 10, là chúng ta đang tuần thứ 3 và chúng ta đã có tới tuần thứ 10, thành ra là chúng ta sẽ có những cái bước đi sâu hơn. Thế là chắc có thể là forum sẽ đặt hàng Hồng một bài về đồng thuận trong Polkadot nhỉ. Dạ ok, em gì cho được chia sẻ, em rất là thích. Để em đọc comment của các bạn về Hồng và về thầy Tuấn thì mọi người rất là vui khi mọi người đã học được kiến thức từ thầy. Mình có thể có thêm một câu hỏi nữa được không ạ? Một câu hỏi nữa, bởi vì cũng khá là trễ rồi. Sau đó mình sẽ có một câu hỏi về định hướng chung để thì sẽ cho chúng ta. Thì mình có thể mời bạn Nguyễn Anh. Bạn Nguyễn Anh có thể đặt câu hỏi không ạ? Dạ, em xin chào thầy ạ. Em muốn hỏi thầy Tuấn một
cái về ứng dụng của Hyperledger, tức là em mới tìm hiểu về cái này, xong rồi em mới có idea này, thì không biết là việc áp dụng Hyperledger nó có khả thi không ạ? Ví dụ như em là quản lý mua bán ở Big C đi ạ, thì em sẽ phải mua bán rất là nhiều các loại mặt hàng, ví dụ như bao gồm là rau, cá, bánh kẹo. Ví dụ như rau thì em sẽ phải đi tìm rất là nhiều vendor bán rau chẳng hạn. Thì ví dụ có 10 vendor đấy, thì em sẽ thành lập một cái mạng gọi là Hyperledger, thì em sẽ cho tất cả những cái ông vendor bán rau này vào một kênh ấy ạ. Thế xong rồi trên cái smart contract của em là em sẽ để là ví dụ như hàng tháng em sẽ khảo sát là chất lượng rau của từng ông là bao nhiêu và với giá như nào, thì em được đồng ý thì lúc đấy sẽ giống như là sẽ tự động trừ tiền trên tài khoản của Big C của công ty em ấy ạ. Và các tương ứng với lại cá hoặc là bánh kẹo cũng như thế ạ. Thì việc áp dụng Hyperledger ở đây thì có phù hợp không ạ? Ý em là trừ tiền trong trường hợp nào? Tức là em cái smart contract của em là em sẽ để các cái lệnh là ví dụ như là chất lượng rau là đạt trên bao nhiêu điểm chẳng hạn này, số bao nhiêu tiền một cân này. Ví dụ như thế thì ví dụ như ông bán rau có 10 người vendor chẳng hạn, thì có trong đấy có một vendor thì đáp ứng được cái tiêu chuẩn đấy, thì khi đó cái dựa trên cái smart contract đó nó sẽ tự động trừ tiền của big của mình ấy vào đầu tháng hàng tháng với cái số lượng mà mình muốn mua tương ứng là bao nhiêu cân ấy. Rồi cái này thì mình nghĩ là hoàn toàn có thể làm được trên trên Hyperledger, và nó phù hợp với lại Hyperledger hơn là Ethereum. Đấy, chỉ có điều ấy là cái việc đánh giá chất lượng tốt xấu ấy thì nó cũng phải có một cái cơ chế để nó minh bạch, và nó nói chung nó tự động được thì càng tốt, hoặc không thì lại phải có một cái cơ chế đồng thuận nào đấy đấy để mà đánh giá được cái ông bán rau nào tốt hơn, cái chỉ số nó như thế nào đấy. Thì đấy cũng là một cái thách thức của phần lớn các cái hệ thống blockchain mà ứng dụng thực tế ấy. Tức là vẫn đâu đó vẫn phải có một cái khâu mà có cái sự quyết định của con người đấy, chứ chúng ta không hạn chế được một cách tối đa. Là tại vì như tôi nói ban đầu ấy, một là người dễ bị nhầm lẫn đấy. Hôm nay có thể là bị con quấy chẳng hạn, thì đầu óc không minh mẫn thì phân loại sai đấy, hoặc là bị tiêu cực đấy. Thì ý là luôn luôn hiện nay các cái nền tảng blockchain nó vẫn đâu đó vẫn phải có cái sự quyết định của con người trong hệ thống đấy. Hệ thống blockchain ban đầu ấy thì người ta muốn là triệt tiêu toàn bộ cái quyết định của con người, nhưng mà trên thực tế hiện nay thì vẫn đâu đấy vẫn phải có cái sự tác động của con người, cho nên là chúng ta giảm thiểu được càng nhiều càng tốt, nhưng mà vẫn phải chấp nhận ở một cái mức độ nhất định. Là tuy nhiên thì vẫn có những cơ chế mà cân bằng ấy. Tức nếu mà ông cố tình làm tiêu cực ấy, mà khi bị phát hiện ra thì ông sẽ bị trừ tiền hoặc là bị sa thải chẳng hạn, thì những cái cơ chế đấy có thể là tạo ra cái sự răn đe để mà hạn chế cái sự tiêu cực đấy. Ôi, cảm ơn thầy. Tại vì em thấy cái việc mà cứ hàng tháng đi tìm những cái vendor nào cung ứng, sau đấy là mình đi đấu thầu vendor rồi là đấu giá các kiểu, là rất nhiều thời gian mà mình phải quản lý rất là nhiều mặt hàng ấy. Nên là nếu mà áp dụng được cái này trên Hyperledger theo smart contract thì em nghĩ là rất là hay ạ. Đúng rồi. Cảm ơn thầy. Chị anh có thể hợp tác với thầy Tuấn để có thể làm về mạng đó ạ. Dạ, em mới tìm hiểu thôi. Hiện thực hóa ý tưởng luôn thầy ha. Dạ. Em cảm ơn. Em cũng cho xin cho anh chị em ý kiến được không? tức là mình thì không hiểu về Hyperledger lắm, nhưng mà trên cái quan điểm về lý thuyết xuống không ấy, là mình cũng muốn biết là lý do tại sao bạn lại muốn sử dụng blockchain trong trường hợp này. Tại vì nếu như mà bạn chỉ muốn tự động hóa cái việc tính toán thôi, hoặc là cái hệ thống của bạn chỉ sử dụng trong nội bộ Big C không chẳng hạn, thì liệu có cần thiết để làm một cái mạng blockchain hay không?
Tại vì những cái đó có thể phát triển những cái phần mềm để tính toán một cách tự động được, đúng không? Nhưng mà nếu bạn phát triển cái blockchain á, thì bạn sẽ phải cân nhắc đến cái vấn đề là miner, ai sẽ là người miner và sẽ người miner sẽ có những cái lợi ích như thế nào. Và mình thấy cái ưu điểm lớn nhất của mạng blockchain đó là nó kết nối cái nguồn thông tin từ nhiều các cái nguồn khác nhau, nhiều các cái tổ chức khác nhau chẳng hạn. Nhưng mà liệu trong cái hệ thống của bạn thì bạn có muốn đạt được cái điều đó hay không? Nên liệu cái hệ thống này có thể, nếu như mà được, có thể phát triển bằng một cái chương trình gọi là một cái app có thể là centralized thôi, nhưng cũng có thể tính toán một cách tự động được, thì cũng có thể làm cái app như thế. Ra đây mình cũng chia sẻ lại, tức là ở đây ý bạn ấy là không chỉ là tự động mà là muốn có một cái nó minh bạch để cho những cái ông bán rau kia ông ấy phải tâm phục khẩu phục, chứ không là ông lại nghĩ rằng là Big C này thông đồng với ông kia tiêu cực gì đấy chẳng hạn. Thì đấy là cái trường hợp mà mình nghĩ là trong những cái trường hợp đấy thì blockchain nó phát huy. Còn nếu mà cái hệ thống mà tập trung mà nó vẫn có thể tự động được, nhưng mà những cái người mà tham gia họ không tin tưởng, họ không tin tưởng là cái Big C này là hành xử nó công bằng minh bạch. Đấy, thì trong trường hợp đấy thì blockchain nó sẽ phát huy. Nếu vậy thì bạn cũng phải cân nhắc xem liệu ai sẽ tham gia mạng với tư cách là miner. Nếu như miner chỉ có Big C, tức là Big C đầu tư nguồn máy móc để làm miner không, thì vô hình chung mạng nó lại thuộc dạng mạng tập trung rồi. Dữ liệu thì được lưu trữ theo hình thức blockchain, nhưng mà miner là tập trung, như vậy Big C hoàn toàn có khả năng là thay đổi thông tin được, đúng không? Như vậy thì người dùng họ sẽ không tin hệ thống đó nữa. Nên cũng phải cân nhắc là liệu ai sẽ là người miner và cái lợi ích cho người miner là như thế nào, cũng phải cân nhắc đến phần đi đó. Thực ra thì ở trong Hyperledger thì nó không có cái khái niệm là miner, mà nó là verifier, thì nó gồm có các peer, thì tức là cũng đóng vai trò để đóng các cái block và để xác thực. Thì nó không theo cái tinh thần của public blockchain là có incentive cho những cái người đào hay là cái người mà verifier. Thì ở đây tức là người ta chỉ định ra những cái máy mà chuyên để đóng block, đóng khối. Thế và để mà nó minh bạch ấy, thì người ta có thể phân tán một cái là để ở Big C này, một cái có thể là ở sở, ví dụ như là sở y tế chẳng hạn, hay một cái nữa là để ở sở thương nghiệp hay là cái gì đấy, tức là một cơ quan khác trung gian, tức là dữ liệu nó phân tán và nó mọi người đều có thể vào cái explorer để có thể tra cứu, thì nó vẫn có thể tạo ra được cái sự minh bạch mà chứng minh được cái sự minh bạch đấy, mà nó không nhất thiết là phải quá nhiều nốt như là ở public blockchain. Tức là lúc này thì tôi chỉ cần những cái nốt mà nó phân tán đủ và ở những cái đối tượng mà người ta cần cái sự có cái sự quản lý cũng như là có thể chứng minh được cái tính phân tán, thì trong thực tế là người ta sẽ làm như vậy, chứ không những cái ứng dụng thực tế của mình là cũng phát triển là dưới hình thức như thế. Đấy, cũng chia sẻ thêm. Dạ, em cảm ơn thầy. Tuyệt vời ạ. Dạ, em cảm ơn thầy Tuấn rất là nhiều. Nhân đây thì em cũng thấy là có cái nhu cầu khá là lớn từ các cái công ty truyền thống hiện tại của Việt Nam, như là bên này mình có Big C, và trong forum đã có rất nhiều câu hỏi từ bên Tiki hoặc là Sendo, họ cũng đã có ý định là rất là muốn xây dựng những cái hệ thống thử nghiệm dựa trên blockchain dành cho enterprise. Thì nhân đây thì em thay mặt forum có thể em có thể xin mời thầy Tuấn có một buổi chia sẻ về enterprise blockchain, cụ thể là Hyperledger được không ạ? Mình cũng được thôi, nhưng mà chỉ có điều là mình cũng khá là bận. Dạ. Chuẩn bị cho một cái buổi như thế thì cũng phải cũng khá là mất công. Dạ. Nhưng em có thể là
trong trong tuần thứ 11 hoặc 12 gì đó cũng được thầy Tuấn, thầy nghĩ là có sẽ có thời gian nhiều để thầy có thể sắp xếp ạ, và chương trình sẽ theo cái kế hoạch của thầy. Rồi thì mình cũng sẵn sàng chia sẻ thôi. Dạ. Em cảm ơn. Em rất mong thầy Tuấn chia sẻ với tại vì em mới tìm hiểu cái này mà nó mù mờ quá. Dạ, tuyệt vời chị anh ạ. Bởi vì em thấy là có cái nhu cầu khá là lớn và biết đâu là sau cái buổi chia sẻ thì chúng ta có thể có những cái hợp tác giữa thầy và các cái công ty để chúng ta có thể có cái chương trình thử nghiệm về về enterprise blockchain được mạnh hơn. Dạ. Vì Hyperledger rất là phù hợp với enterprise luôn ạ. Đấy, dạ. Thì nó là phù hợp với enterprise mà. Ở đây mình muốn chia sẻ một cái ý nữa ấy, mà tiến sĩ Hồng ngay từ lúc bắt đầu nói ấy, là chia sẻ về tại sao lại blockchain, đúng không? Đấy là một cái câu hỏi mà khi chúng ta bắt đầu nghiên cứu này chúng ta cũng luôn luôn đặt ra câu hỏi là tại sao blockchain mà không là dùng truyền thống. Đấy, thế thì ấy, mình cũng chia sẻ một cái quan điểm thôi, cũng không phải là khẳng định nó là đúng, nhưng mà mình cũng chia sẻ là và mình cũng đã từng đưa ra một cái khái niệm, đấy là cái sự độc tài về dữ liệu. Bây giờ chúng ta nói đến chuyện cách mạng 4.0 này, đến chuyển đổi số này, và mới ngày hôm qua là cũng có chính phủ số này. Đấy, tức là chúng ta có chính phủ số, xã hội số, công dân số, tức là mọi thứ là đều là số hết. Đấy, thế thì trong cái thế giới số đấy thì chúng ta thấy một cái điều là cái độ tin cậy của dữ liệu là cực kỳ quan trọng. Đấy, chúng ta thấy là cái vụ gọi là sửa điểm ở Sơn La, Lai Châu thì chúng ta vẫn có hồ sơ để chúng ta đối chiếu. Bây giờ chúng ta hình dung là không còn, bây giờ là chúng ta không còn những cái hồ sơ nữa, tất cả đều số hóa hết rồi, thì cái dữ liệu nó là toàn là số thôi. Thế thì những cái ông mà admin này, những ông quản trị ấy, ông có quyền đấy, ông ấy sửa và lúc đấy không còn cái dấu vết gì. Thậm chí là cái log file là người ta cũng có thể xóa đi hoặc là người ta thay đổi, bởi vì người ta có toàn quyền. Đấy, máy chủ là trong tay này, phần mềm cũng trong tay, dữ liệu ở trong tay. Thì cái việc mà thay đổi, sửa chữa dữ liệu là cực kỳ khó phát hiện. Mà nhất là đối với lại người bình thường ấy, chứ chúng ta không có cái thẩm quyền để vào kiểm tra. Thậm chí là cơ quan cấp trên cũng không có đủ chuyên môn để kiểm tra. Thế cho nên là mọi thứ là nằm trong tay cái admin. Đấy. Tức là cái dữ liệu trong cái thế giới số mà hiện nay chúng ta đang nói ấy, chính phủ số, xã hội số, công dân số, mọi thứ nó đều là dữ liệu. Mà cái dữ liệu nó không có độ tin cậy thì tất cả hệ thống bị sụp đổ. Đấy. Và tôi cũng đã từng xem một cái phim viễn tưởng, tức là cái xã hội tương lai mà xã hội số mà không có giấy tờ, không có hồ sơ gì, thì một cái nhân vật là bị xóa mất một cái record của mình, và cái anh đấy là không làm thế nào để chứng minh cái sự tồn tại của mình. Đấy, bị xóa mất rồi, dữ liệu bị xóa và không thể nào mà chứng minh được cái sự tồn tại của mình vì không còn giấy tờ, không còn một cái gì nữa cả. Thì đấy là để nói lên một cái điều là gì, cái độ tin cậy của dữ liệu trong thế giới ngày nay là cực kỳ quan trọng. Đấy. Thế thì cái gì nó làm cho độ tin cậy được? Thì không có gì khác, đấy là blockchain. Chúng ta có thể làm các cái hệ thống tập trung đấy, nhưng mà chúng ta hoàn toàn phải tin tưởng, đặt cái niềm tin vào cái người quản trị thôi, người phát triển hệ thống thôi, chứ không có cách nào khác. Đấy, mà hiện nay chúng ta đang bị như thế, chúng ta đang phải tin thôi. Chúng ta đang dùng Facebook, chúng ta đang dùng Google, chúng ta đang dùng các hệ thống ví dụ như là Viettel, VNPT, các hệ thống quản trị người dùng, tính cước người dùng vân vân, thì chúng ta đều phải tin thôi, chứ còn chúng ta cũng không thể kiểm tra được là người ta tính có đúng không, hoặc là người ta có làm gì với dữ liệu của chúng ta hay không. Facebook năm ngoái đã bị phạt 5 tỷ đô vì cái việc là cung cấp cái dữ liệu của người dùng ra ngoài. Đấy, điều đấy càng thấy là một điều là dữ liệu là cực kỳ là quan trọng, và cái mà để nó đảm bảo được cái độ tin cậy dữ liệu mà không thể bị sửa xóa hoặc là kiểm soát dữ liệu thì chưa có cái gì tốt hơn blockchain.
Đấy. Thì đấy là cái mà mình muốn muốn chia sẻ là cái vai trò của blockchain trong cái xã hội số, chính phủ số, công dân số, chuyển đổi số và cách mạng 4.0. Tất cả mọi thứ nó đều là dữ liệu. Nó là đầu vào của hệ thống, cũng là đầu ra của hệ thống khác. Mà nếu mà nó không có độ tin cậy, nó bị sai thì tất cả là bị sai, thậm chí là bị chết người. Ví dụ như hệ thống điều hành bay chẳng hạn, mà dữ liệu sai về tọa độ, dữ liệu sai về thời gian thì tai nạn ngay lập tức chẳng hạn như thế. Thì chế cho nên là ở đây tôi muốn nhấn mạnh cái điều là cái độ tin cậy của dữ liệu trong thời buổi ngày nay và trong tương lai là rất rất quan trọng. Và blockchain là một trong những công nghệ nó có thể đảm bảo được cái độ tin cậy đấy. Dạ. Tuyệt vời. Thì qua chia sẻ của thầy, em cũng xin góp thêm một cái ý nhỏ nữa, đó là đúng như thầy nói là cái độ tin cậy dữ liệu rất là quan trọng, và blockchain nó có thể đáp ứng được cái sự lo lắng về độ tin cậy dữ liệu đó. Và trong đó thì blockchain nó cũng được ứng dụng trong trong quản lý các cái gọi là vũ khí á. Trong vũ khí hoặc là các quản lý các cái vật thể bay á. Ví dụ như hồi trước em có một lần em qua bên Mỹ thì cái lab của giáo sư mà em tham gia là có một nhóm cũng nghiên cứu, nhóm nghiên cứu đó hợp tác với tập đoàn Boeing là ứng dụng cái blockchain vào trong điều khiển hệ thống bay không người lái á, hệ thống vật thể bay không người lái á. Thì cái lý thuyết của họ đó là tại vì nếu như mà vật thể bay không người lái mà do quản lý tập trung từ phía dưới thì cái khả năng quản lý đó nó có thể bị hack. Và khi đó mà nhất là nếu mà các vật thể đó mà sử dụng trong quân sự chẳng hạn, mà nếu vật thể đó mà bị hack, bị điều khiển bởi kẻ địch thì sẽ rất là nguy hiểm. Chính vì vậy họ nghiên cứu blockchain để ứng dụng các cái blockchain consensus, các cái cơ chế đồng thuận trong blockchain để tạo thành cái cơ chế đồng thuận trong các cái vật thể bay không người lái đó. Và những cái vật thể đó nó sẽ được lập trình trước bởi những cái cơ chế đồng thuận được lập trình trước bởi cái người tạo ra nó. Và các cái vật thể đó nó sẽ tự gọi là tự động làm việc, nó kết nối với nhau và làm việc với nhau một cách tự động, nó sẽ không có cái sự can thiệp từ bên ngoài. Cái ý là đầy khái như vậy. Dạ, tuyệt vời, thì em cảm ơn thầy Tuấn, cảm ơn Hồng. Thì đây là một cái rất là hay mà trong cái buổi webinar đầu tiên em cũng có chia sẻ cho các bạn, và một trong số lượng lớn các bạn trong forum là những developer ở trong những cái mảng khác, có thể là AI, có thể là Big Data, có thể IoT, và khá nhiều bạn, khi em tiếp xúc với khá nhiều bạn, bởi vì chẳng hạn như là lớp sinh viên của em hiện tại thì lớp có học thì gần như 100% các bạn học về AI. Và nhiều bạn thì đa phần các bạn nghĩ là cái công nghệ blockchain này không liên quan đến các bạn, đúng không ạ? Như vậy là thông qua cái chia sẻ của thầy Tuấn, thông qua cái chia sẻ của Hồng, thì là blockchain nó có ý nghĩa rất lớn đối với nền kinh tế số và tất cả các công nghệ sử dụng dữ liệu, đúng không ạ? Yeah. Anh Thành, em thấy có bạn tên là Kunji, bạn hỏi rất là nhiều lần về giải thích thêm về cơ chế consensus BFT đấy. Ok, không ngoài đi, bởi vì các bạn hỏi nhiều lắm trên đây, rồi trên YouTube và trên fanpage các bạn rất là nhiều câu hỏi. Hồng có thể trả lời cho bạn Kunji trước được không? Dạ không, thì về cái cơ chế BFT consensus thì em cũng chưa có tìm hiểu sâu về nó, nên về giải thích thì em thấy hiện tại bây giờ cũng đang khó. Nên nếu mà để một buổi khác có cái sự chuẩn bị thì em sẽ giải thích tốt hơn. Còn em làm chủ yếu, em thực chủ yếu làm việc với Proof of Stake này nó thôi. Còn cái consensus BFT thì em chưa có tìm hiểu, mà em không biết thầy Tuấn có hiểu về cái consensus đó không, để giải thích cho bạn được không? Cái BFT ấy, tức là cái Byzantine cái cơ chế đồng thuận. Thế thì nó cũng khá là phổ biến. Nó được dùng ở trong ví dụ như là Tendermint, ví dụ như là Libra của Facebook bây giờ đang đổi thành Diem ấy, thì cũng là dùng cái Byzantine, và rất nhiều các cái nền tảng blockchain khác cũng sử dụng cái này. Đấy, thì nó cũng là
Về ý tưởng của nó thì nó cũng không phải là phức tạp lắm. Tức là trong cái Byzantine ấy, thì cứ khoảng 2 phần 3 số lượng người mà đưa ra một cái kết quả thì cái khả năng mà kết quả sai nó sẽ thấp hơn. Thế cho nên là nó sẽ dùng, phần lớn sẽ dùng cái cơ chế vote. Đấy. Mà ở trong Libra thì nó sẽ dùng là ký số để mà vote. Cứ 2 phần 3, mà ở đây người ta có thể dùng cái ký tập thể 2 phần 3 mà cùng ký vào một cái block, một cái giao dịch, thì cái giao dịch đấy là được xác thực. Đấy, và nó cũng là phải sau khoảng 3 cái giao dịch tiếp theo thì cái giao dịch đấy mới được coi như là xác thực hoàn toàn. Thì đấy là cái đơn giản về cái Byzantine, cơ chế đồng thuận đấy. Và cái ưu điểm của nó là nó số lượng giao dịch trên dây của nó được cao hơn rất nhiều so với lại public blockchain. Ví dụ như là Libra của Facebook thì người ta đang tính khoảng 1.000 giao dịch trên dây. Thế còn ở trong Fabric thì có thể cài cái hệ thống cơ chế đồng thuận này thì nó có thể lên đến 10.000 giao dịch trên dây hoặc là hơn. Đến giờ số lượng giao dịch trên dây của nó cao hơn rất là nhiều. Thì đấy là sơ qua về cái cơ chế đồng thuận đấy. Vâng, dạ em cảm ơn thầy Tuấn rất là nhiều ạ. Bạn Koji đã thỏa mãn rồi đúng không ạ? Như vậy là cảm ơn thầy và cảm ơn Hồng đã, chúng ta đã có chia sẻ rất là nhiều kiến thức. Và các bạn còn rất là nhiều câu hỏi, nhưng mà bởi vì thời gian cũng khá là trễ rồi. Bởi vì như mình ở bên thầy Tuấn cũng bên Việt Nam cũng trễ, và bên mình và bên Hồng, bên Nhật và bên Hàn Quốc hiện tại là cũng đã 12 giờ khuya. Thì mình xin có một câu hỏi cuối cùng để chúng ta có thể thảo luận và chúng ta có thể kết thúc buổi webinar ngày hôm nay. Mặc dù câu hỏi của các bạn thì có thể nói là dài vô tận. Và cái webinar đầu tiên em chia sẻ thì mọi người đã thảo luận đến hơn 1 giờ sáng, và cuối cùng em cũng quyết định là chúng ta sẽ kết thúc và để thảo luận tiếp về buổi sau. Thì em cũng xin hỏi về tầm nhìn tương lai của thầy Tuấn và Hồng là... thầy Tuấn và Hồng thì mong đợi là cái big thing tiếp theo về mặt tech trong công nghệ blockchain là gì ạ, trong thời gian gần và trong tương lai ạ? Thì nghĩa là cái mặt về công nghệ nào mà mọi người nghĩ là blockchain hướng sắp tới sẽ công nghệ blockchain sẽ đi theo hướng đó, hoặc là khả năng adoption, khả năng để triển khai rộng rãi. Theo thầy Tuấn và Hồng thì mọi người mong đợi về hướng gì sẽ xảy ra tiếp theo đối với blockchain? Thực ra thì bây giờ dự đoán thì nó cũng hơi khó. Nhưng mà theo mình đánh giá và nhìn nhận ấy, thì đấy, tức là cái bây giờ chúng ta đang chuyển đổi số. Thế thì càng ngày cái việc mà đảm bảo cái độ tin cậy dữ liệu nó càng ngày càng cao. Và khi cái bây giờ chúng ta có thể là chưa nhìn ra đâu. Chưa nhìn ra cái sự quan trọng của cái an toàn về dữ liệu. Đấy, nhưng mà trong tương lai gần thôi, và chúng ta sẽ thấy là cái đấy nó rất là quan trọng. Và blockchain thì có thể nói là ở đâu mà cần cái độ tin cậy dữ liệu thì ở đấy có thể sử dụng blockchain. Nó có những cái giải pháp đấy có thể áp dụng được. Đây thì tôi cũng không nói về public blockchain mà là những cái giải pháp cho enterprise, cho các cái tổ chức và cho các bài toán, cho các doanh nghiệp, cho các hệ thống vận hành ấy. Đấy thì nó có thể ứng dụng, và bây giờ nó cũng
có thể nói là chín muồi để ứng dụng được rồi. Mặc dù nó vẫn còn ngổn ngang nhiều thứ, nhưng mà vẫn có thể ứng dụng trong thực tế. Mà hiện nay chúng tôi cũng đã có mấy cái ứng dụng thực tế đấy. Thì thế còn về cái định hướng nghiên cứu, cái tiền kỹ thuật số vẫn là một cái điểm nóng. Đấy, thì chúng ta thấy là bây giờ chúng cũng phải đến hơn 10.000 cái coin khác nhau hàng ngày sinh ra những cái nền tảng. Đấy, và thời gian gần đây thì cái giá trị của các cái đồng tiền mã hóa nó lên rất là cao, nên là vẫn ở Việt Nam rất nhiều các cái doanh nghiệp nghiên cứu các cái nền tảng liên quan đến tài chính phi tập trung, rồi liên quan các hệ thống thanh toán, rồi hệ thống vay peer-to-peer vân vân. Thì ở Việt Nam hiện nay đang rất là nhiều, phần lớn là như thế. Thế còn ứng dụng vào trong thực tế thì chưa là nhiều. Thế thì cũng chia sẻ một số cái ý như thế. Em cảm ơn thầy Tuấn rất là nhiều, và đúng là cái cách nhìn nhận của em cũng giống thầy, bởi vì là hiện tại mọi người quan tâm chủ yếu đến coin, đúng không? Đó là một trong những lý do em thành lập forum này để cùng các bạn nghiên cứu về blockchain, và các bạn có thể có những background khác nhau trong các ngành khác nhau. Và một trong những mục tiêu của forum đó là có thể là trang bị cái kiến thức cơ bản, và các bạn có thể cùng cập nhật kiến thức công nghệ mới, và sau đó các bạn có thể khám phá những cái khả năng của blockchain trong những công nghệ trong những cái ngành khác nhau của các bạn. Và qua chia sẻ của thầy Tuấn thì các bạn có thể thấy là có thể các bạn đang học về công nghệ thông tin nói chung, có thể nói về AI, IoT, Big Data, nhưng mà bởi vì là và rất nhiều ngành khác, và trong kỷ nguyên số thì hầu hết mọi các hoạt động sẽ dựa trên dữ liệu, đúng không ạ? Và như thầy Tuấn nói là cái blockchain rất quan trọng cho dữ liệu. Chính vì thế là blockchain là rất liên quan đối với các bạn, chứ không hẳn là không liên quan nếu mà các bạn có tầm nhìn. Đó là lý do vì sao forum này được thành lập, và rất mong có được sự đóng góp của tất cả các bạn từ những chuyên ngành khác nhau. Và về sau này chúng ta, trong cái bước nâng cao thì chúng ta sẽ có đi chuyên sâu về những cái ngành, chẳng hạn như blockchain cho AI, cho IoT, cho Big Data, hoặc cho những cái ngành khác nhau. Chúng ta sẽ cùng thảo luận đào sâu vào từng chủ đề. Và tiếp theo, lắng nghe ý kiến của Hồng. Dạ. Thì theo ý kiến của em thì blockchain, có rất là nhiều người nghiên cứu về blockchain, và mỗi người đi vào một cái hướng, một cái ngõ ngách khác nhau của blockchain á. Nhưng khi em thì khi mà nói về blockchain thì cái tiền số nó chỉ là một cái phần nổi thôi, phần rất là nhỏ của blockchain thôi. Còn em tập trung vào những cái ứng dụng khác mà nó có tính hữu ích hơn của blockchain. Còn về cái hướng ứng dụng của blockchain, về hướng nghiên cứu mà ứng dụng blockchain á, thì bây giờ mọi người dùng blockchain và enterprise nhiều, nhưng mà em nghĩ blockchain thực sự nó không phải phù hợp đối với một cái enterprise. Một enterprise thì giống thầy nói lúc nãy là sử dụng decentralized, các cái máy tính đặt ở nhiều vị trí khác nhau, nhưng mà về cơ bản cái phần quản lý nó vẫn là của thuộc enterprise, thì nó vẫn không được, về một mặt nào đó thì nó cũng phải phát huy hết hoàn toàn cái chức năng của blockchain á, cái hiệu quả của blockchain. Nhưng em nghĩ mà ứng dụng khả thi nhất của blockchain, nó cần phải có cái phạm vi lớn, nó liên kết giữa cả cái enterprise khác nhau trong cùng một cái ngành công nghiệp nào đó. Ví dụ như trong tương lai mình có thể thấy là cái blockchain là ứng dụng trong một cái hệ thống nền công nghiệp của xe hơi, hoặc là trong một nền công nghiệp về healthcare chẳng hạn. Thì khi mà trong nền công nghiệp healthcare, nó không chỉ là một cái blockchain chỉ giao tiếp trực tiếp giữa người bệnh và một cái bệnh viện nhất định nào đó, mà cái hệ thống này nó sẽ bao gồm một cái hệ thống tất cả các cái bệnh viện, và ngoài bệnh viện ra thì bệnh nhân, rồi cả cái cơ quan quản lý nhà nước và các cái cơ quan liên quan, ví dụ như ngân hàng tại hoặc là bảo hiểm, tại vì những cái cơ quan này nó cũng liên quan đến cái việc mà chi phí khám chữa bệnh chẳng hạn của đội bệnh nhân và bệnh viện. Tức là tất cả những cái enterprise nào mà nó liên quan trong một cái dịch vụ nào đó, là blockchain nó sẽ là kết nối tất cả những cái đó vào trong một hệ thống lớn. Chứ còn nếu cái blockchain mà dùng cho những cái enterprise riêng biệt
thì theo em nghĩ mình có thể gọi nó, một số người có thể gọi nó blockchain, nhưng mà đôi lúc nó cũng không hẳn là blockchain. Ý của Hồng là về một tổ chức đúng không ạ? Về một tổ chức. Còn ý thầy Tuấn enterprise đây có thể là những cái tập đoàn đa quốc gia hoặc là một công ty nhưng quản lý các cái vendor của cái công liên quan đến công ty đó, nên họ sẽ cũng là một tổ chức. Ý thầy Tuấn là như vậy. Thực tế thì là rất nhiều các cái tập đoàn, ví dụ như là Amazon, ví dụ như là kể cả Facebook, tức là họ ứng dụng ở trong nội bộ của họ ấy. Thì cũng như là mình nói ấy, tức là khi mà cái tập đoàn lớn thì trong tập đoàn nó có rất nhiều các cái bộ phận, mà bản thân những cái bộ phận đấy họ cũng cạnh tranh nhau. Thế và họ cũng cần phải cái tính minh bạch và cần phải cái kiểm soát nó minh bạch ở trong đấy. Thế còn nếu mà đấy là một, tức là ứng dụng nội tại, thì thực tế là hiện nay rất nhiều tập đoàn nó ứng dụng nội tại ở trong nội bộ của họ. Thì đấy là cái mà để họ giúp cho họ là tăng cái tính minh bạch ở giữa các thành phần của họ. Còn đương nhiên nếu mà một cái công ty bé thì chẳng có cái sự ở đây, nó có cái sự gọi là cạnh tranh và nó khi mà cạnh tranh thì nó dễ xảy ra tiêu cực. Đấy, thì những cái nơi nào mà nó có thể xảy ra tiêu cực ấy thì nơi đấy có thể ứng dụng được. Thế một mặt nữa, thứ hai nữa là đôi khi người ta muốn ứng dụng để người ta chứng minh cái tính minh bạch cho khách hàng. Tức là hệ thống của tôi là blockchain đấy, anh có thể vào anh kiểm tra hệ thống của tôi mà xem. Thế là hãy tin tưởng cái giải pháp của chúng tôi. Còn bây giờ cái giải pháp của các anh cứ tù mù, chẳng biết đâu mà lần ấy, thì cái tính thuyết phục nó sẽ khó. Đấy là mình đúng chia sẻ thêm thôi chứ cũng... Đúng rồi, dạ. Em cũng hoàn toàn đồng ý, có nghĩa là blockchain có thể để xây dựng để sử dụng cho cái hệ thống giữa các vendor, và ngoài ra blockchain cũng có thể sử dụng để cho các công ty để có thể xây dựng cái uy tín của họ, cái thương hiệu của họ, giống như thầy Tuấn nói, như các bạn có thể thấy đúng không ạ? Có nghĩa là chúng ta gọi trust of the untrust, có nghĩa là chúng ta tin tưởng mà chúng ta không tin, mà chúng ta tin vào thuật toán, nên là chính cái vấn đề đó nó cũng giúp cho các công ty có thể xây dựng hình ảnh dựa trên đó. Đúng rồi. Đó là lý do các công ty họ cũng không nằm ngoài cuộc chơi là như vậy các bạn. Vâng, thì em hiểu rồi. Còn một cái vấn đề này, em nghĩ một cái ứng dụng blockchain mà có thể sử dụng nhiều, đó là như thầy nói nhiều là blockchain ứng dụng trong AI, là AI nó dùng như thế nào, thì vì em cũng thấy nhiều cái phần là cái AI là nó cần dùng nhiều dữ liệu, thì cái blockchain nó sẽ tạo ra những cái hệ thống cho phép chia sẻ dữ liệu mà cái người chia sẻ dữ liệu họ không bị mất đi tính privacy của họ. Tại vì hiện tại trong các cái hệ thống AI, một trong nhược điểm của AI đó là thiếu cái nguồn dữ liệu để training hệ thống. Và cái blockchain nó sẽ cầu nối, là một cái cầu nối để đưa cái nguồn dữ liệu từ người dùng đến cho nhà sản xuất chẳng hạn, nhà sản xuất chẳng hạn. Và em thấy trong về mặt kỹ thuật thì có thể là có những cái gọi là blockchain consensus mới chẳng hạn, hoặc là những cái giải pháp để làm sao để những giải pháp để làm sao mà khi mà mình lưu trữ thông tin ở trên blockchain mà có thể chia sẻ được cho một số người nhưng mà lại không chia sẻ cho những người khác chẳng hạn. Và hoặc là những cái hàm hash hiện tại nhiều cái mạng blockchain đang sử dụng crypto hash SHA-256 hay SHA-512 chẳng hạn, thì trong tương lai họ có thể suy nghĩ ra họ sẽ đưa ra những cái algorithm mới, những cái thuật toán mới mà mang nó bảo mật nhiều hơn SHA-256, thì đó cũng là một trong những cái hướng nghiên cứu. Đúng rồi, rất là hay Hồng ơi. Thì trong cái buổi webinar đầu tiên thì mình cũng gợi mở những cái gọi là open issue, có nghĩa là những cái topic mở nghiên cứu rất là hứa hẹn cho cộng đồng của chúng ta, nghĩa là developer và researcher. Thì đấy là những cái chủ đề rất là hay, đó là lý do vì sao trong cái webinar đầu tiên mình nói là cái cơ hội của blockchain là trên cơ hội của những developer và những người nghiên cứu, bởi vì nó rất là mới và còn rất là nhiều thứ. Chẳng hạn như Hồng nói về AI đúng không ạ? Thì nó có thể hỗ trợ trong việc chia sẻ dữ liệu, và nhưng mà hệ thống cái blockchain hiện tại để chia sẻ dữ liệu lớn còn rất là hạn chế đúng không ạ? Chúng ta còn thiếu những cái vấn đề như vậy. Và trong nhóm thì cũng có những bạn đang nghiên cứu về blockchain và AI và đã có những cái xuất bản như vậy. Thì sau này chúng ta sẽ đi ra từng chủ đề
và biết đâu được ở trong nhóm chúng ta sẽ nảy sinh những ý tưởng và chúng ta sẽ có thể thành lập những cái nhóm nghiên cứu để chúng ta có thể ngoài chúng ta tìm hiểu và cập nhật công nghệ này, chúng ta có thể tham gia đóng góp và có thể tham gia được biết đâu là những startup nữa thì sao, đúng không ạ? Đúng không em thầy Tuấn? Dạ. Em thấy sinh viên trẻ Việt Nam mình rất là nhiều ý tưởng, rất là sáng tạo. Rồi, chỉ dạ. cần chỉ cần các bạn hiểu được cái bản chất của kỹ thuật là các bạn sẽ có những cái ý tưởng mới. Đúng rồi, Hồng ơi, lực lượng dev và lực lượng nghiên cứu của mình rất là giỏi và hiện tại đang ở các chuyên ngành khác nhau. Và nhiều khi các bạn trong ngành khác kết hợp với thầy Tuấn, kết hợp với Hồng hoặc là mình chẳng hạn thì nhiều khi lại ra những cái kết hợp rất là hay, đúng không ạ? Chứ không hẳn là chỉ blockchain. Chẳng hạn thầy Tuấn không chỉ nghiên cứu về blockchain. À, mình cũng muốn thông báo là thầy Tuấn hiện tại có đang tuyển nghiên cứu sinh về mảng blockchain, nên bạn nào quan tâm có thể liên hệ với thầy Tuấn. Nhưng ý mình nói là có thể thầy Tuấn không hẳn chỉ làm về trong blockchain, nhưng mà sau này có thể các bạn liên đa ngành, chúng ta có thể làm việc với blockchain để chúng ta tạo ra những cái ý tưởng, tạo ra những cái hệ thống mới để hỗ trợ cho những cái mảng các bạn đang làm. Chính vì thế là blockchain sẽ liên quan rất là nhiều đến các chuyên ngành, chứ không blockchain không phải là chỉ là liên quan đến blockchain thôi. Thì ra mình hy vọng là chúng ta sẽ có nhiều buổi chia sẻ như vậy, và một trong những bước của forum chúng ta là bước đầu là chúng ta sẽ đi về cơ bản, sau đó chúng ta sẽ đi về nâng cao và chúng ta sẽ phân tích sâu về các kỹ thuật và một mục đích của forum đó là chúng ta cần phải có những cái hệ một cái lực lượng thành viên là có cái cơ bản đồng đều. Chính vì thế thì sau này mình cũng sẽ cho ra mình sẽ tuần tới mình sẽ cho ra những cái course ngắn để có thể hỗ trợ miễn phí cho các bạn. Mỗi course có thể là 3-4 ngày để các bạn hiểu cơ bản về blockchain và tiềm năng của blockchain trong các ngành nghề khác nhau, và tất nhiên là hoàn toàn miễn phí cho cộng đồng. Trong forum chúng ta hoàn toàn chia sẻ để chúng ta học hỏi lẫn nhau, nên các bạn nếu quan tâm các bạn cũng có thể đăng ký tham gia. Anh Thành, anh gửi link của forum lên đây cho mọi người biết đi nhỉ. Mọi người hỏi nhiều đúng không? Anh Hưởng có thể chia sẻ dùng em cái link đúng không ạ? Thì cũng giới thiệu với mọi người là trong các cái webinar tiếp theo thì tuần tới chúng ta sẽ đi sâu hơn về, tuần này chúng ta đã đi về consensus đúng không ạ? Về các cơ chế đồng thuận, và chúng ta hôm nay tập trung hơn về proof of work. Nhưng mà sau này chúng ta sẽ có một buổi chia sẻ sâu hơn nữa về proof of stake và các vấn đề security liên quan bởi một tiến sĩ đã làm tiến sĩ về proof of work và cũng đang có kinh nghiệm rất nhiều trong blockchain. Thì chúng ta sẽ đi sâu hơn về proof of stake trong các webinar tiếp theo. Nhưng mà để đổi về cái không khí và các bạn đỡ chán thì chúng ta về tuần tới chúng ta sẽ tiếp tục tìm hiểu về smart contract với WebAssembly và các cơ chế hoạt động của một hệ thống rất là cụ thể, đó là Bitcoin. Và xin cảm ơn thầy Tuấn, xin cảm ơn Hồng cùng toàn thể các bạn ở đây, vì chúng ta đã khá là muộn rồi nhưng mà mọi người vẫn rất là hứng thú trao đổi và còn rất là nhiều câu hỏi. Nhưng mà xin lỗi mọi người là để đảm bảo sức khỏe cho cả các vị khách mời của chúng ta thì chúng ta để còn những cái buổi chia sẻ sau, đúng không ạ? Thì em cũng xin cảm ơn thầy Tuấn, cảm ơn Hồng cùng cảm ơn tất cả mọi người. Chúng ta sẽ tạm dừng seminar ở đây và chúng ta sẽ tiếp tục để những cái câu hỏi, để những cái thảo luận để chúng trong các webinar khác và trong forum chúng ta sẽ tiếp tục trao đổi để làm rõ, và chúng ta sẽ cùng làm rõ nó cho trong suốt cuộc hành trình của chúng ta. Xin cảm ơn thầy Tuấn. Dạ, xin cảm ơn Hồng. Hôm nay em rất cảm ơn thầy Tuấn. Nói chung qua những cái chia sẻ thầy Tuấn em cảm thấy clear được, em hiểu thêm được rất là nhiều điều mà trước đây em có thể là mình đã hiểu sai. Và cũng cảm ơn anh Thành rất nhiều hôm nay đã mời em, và thực sự hôm nay anh đã làm host rất là tốt. Em khâm phục về điều đó. Em cảm ơn thầy Tuấn, cảm ơn Hồng rất là nhiều, bởi vì là cảm ơn mọi người. Bạn thân em không? Dạ. Xin chào mọi người. Dạ vâng, xin chào. Em chào thầy, em chào tất cả mọi người. Hẹn gặp mọi người trong webinar tiếp theo. Dạ. Cảm ơn Hồng nhiều nhé. Xíu đã đọc các comment của mọi người là rất là vui. Thì có thằng về trong ngày thông tin rất là tuyệt vời mà kiến thức không chia sẻ mọi người rất là thích. Thôi Hồng đi nghỉ đi nhé, Hồng đi nghỉ giữ sức khỏe. Cảm ơn nhé, cảm ơn Hồng. Record.